Thưa quý thính giả, giờ cô bé xin gửi đến quý vị tác phẩm Lui et moi, tức là Chúa với tôi, là những mặc khải mà Chúa Giêsu ban cho bà Gabriela Bosis, sinh năm 1874 và mất năm 1950. Đây là CD thứ tư, gồm có chương 7 với tựa đề Dạy bảo với tình phụ tử chân thành và có phần trình bày của Kim Hà. Xin kính mời quý vị theo dõi. Chương thứ 7: Dạy bảo với tình phụ tử chân thành. Ngày 2 tháng 4 năm 1940, sau một ngày không làm được gì đáng giá của bà Bosis, có tiếng nói bên trong: "Con biết tự sức, con không làm được gì hết. Mỗi sáng con hãy phó mình trong tay cha, hãy xin cha ơn sức mạnh để chú ý vào các việc nhỏ mọn. Con biết rằng đời sống được dệt bằng những việc nhỏ bé. Con đừng tin cậy con hãy trông cậy nơi cha mà thôi." Ngày 1 tháng 2 năm 1940, cũng như có những linh hồn chỉ rước lễ trong mùa phục sinh hay những lễ trọng mà thôi, có những người rước lễ mỗi ngày, thì cũng như bậc yêu mến khác nhau như vậy trong các linh hồn. Ngày 28 tháng 10 năm 1939, tại Fresh, bà Bosis cảm ơn Chúa đã ban cho bà có phương tiện để sưởi ấm. Trong khi bà may đồ lễ, có tiếng trả lời: "Cha không sưởi ấm đứa con giúp việc của cha sao? Đầy tớ cha sớm muộn gì cũng phải được thưởng. Cha cảm ơn con đã may áo cho cha." Vì hôm qua, bà Bosis đã may đồ lễ và đã đãi ăn cho ba vị linh mục binh sĩ, và cha cảm ơn con đã làm vui và giải trí cho cha trong các linh mục đó. Có những kẻ rước lễ hàng ngày cũng vậy, có nhiều mức độ lòng mến trong đại gia đình các linh hồn. Con hãy ở vào số những linh hồn yêu mến trong sạch và vị tha. Trên xe lửa đi Fresno, có tiếng nói: "Có bao giờ con để ý cha kính trọng con người? Cha kính trọng tự do họ không? Cha chờ đợi tình yêu họ, nhưng cha không bắt buộc cho cha. Cha cho họ những gì cần thiết, nhưng cha chờ đợi họ cảm ơn. Cha đứng gần họ, ẩn mình im lặng như một người nghèo chờ đợi bố thí vậy." Ngày 6 tháng 3 năm 1940, bà Bosis nghe có tiếng nói: "Con có biết một ngôi nhà trống thì không khí lạnh lẽo và thảm khốc là giường nào, một nhà khác đầy nhuệ khí, sức sống và vui tươi. Cũng vậy, sự khác biệt trong tâm hồn không có cha ở cùng, khi phạm tội nó đã xua đuổi cha ra khỏi linh hồn nó, cũng giống căn nhà bỏ trống vậy." Ngày 10 tháng 3 năm 1940, khi đi đàng thánh giá, nghe có tiếng nói: "Con xin ơn hòa bình cho quê hương con, nhưng có điều tệ hại hơn giặc giã. Đó là người tội lỗi họ không muốn ăn năn trở lại. Con hãy xin cha cho kẻ có tội được ơn làm hòa với cha, xưng tội mùa phục sinh." Ngày 11 tháng 3 năm 1940, sau khi chịu lễ, có tiếng nói: "Theo dấu này, cha thấy con trung thành với cha là giờ làm việc con hãy chăm chú vào việc con làm. Giờ công vụ con hãy làm tận tâm, và giờ kinh nguyện là giờ yêu mến. Không gì làm cho con tưởng nghĩ việc nào khác ngoài cha. Con hãy ở trong cha, bận tâm về cha và lo quyền lợi của cha. Hãy trung thành với cha từ bây giờ." Ngày 30 tháng 3 năm 1940, có tiếng nói: "Con yêu thích chúng ta ở thanh vắng cùng nhau, nhưng con biết rằng nếu con bỏ cha vì một công vụ thì con cũng làm cho cha hài lòng như vậy. Nếu con lìa bỏ cha vì đức ái thì con sẽ gặp lại cha. Một ngày kia con sẽ không bao giờ lìa bỏ đấng cứu chuộc và Chúa con nữa." Lo dọn dẹp trước khi tiếp khách, nghe có tiếng nói: "Ước gì tất cả đều thứ tự trong nhà con, duyên dáng và hấp dẫn." Ngày 9 tháng 4 năm 1940, có tiếng nói:
con đừng nghĩ người thánh thiện cần phải tỏ mình lành thánh trước mặt thiên hạ, vì người thánh cũng có bản tính bề ngoài, và chỉ có bề trong mới đáng kể. Có những trái cây vỏ xù xì gai góc, nhưng có mùi vị ngọt thơm bên trong, không ai biết, các thánh cũng vậy. Chỉ có giá trị bên trong mới đáng kể. Còn hãy nhớ, tất cả sự gì khiêm tốn thì sinh lợi ích và làm rạng danh mình. Còn sự gì kiêu ngạo thì hư mất và làm cho xấu hổ. Ngày 13 tháng 4 năm 1940, đang lúc tôi đánh bóng cái tủ, tôi tự hỏi, tôi có thể cứu kẻ có tội bằng việc này không? Con có thể cầu nguyện đang khi làm việc, con nghĩ bởi cầu nguyện khi con nói lời yêu mến cha. Đoạn, con thinh lặng liếc nhìn cha. Những lần thinh lặng yêu mến tha thiết đó, còn quý hơn là lần chuỗi mà thiếu tâm tình yêu mến. Hỡi con nhỏ Gabriel, con đừng bỏ cha, đừng lìa bỏ cha bao giờ. Con biết, cha sánh với người nghèo ăn xin, đang thinh lặng đứng chờ, kẻ qua lại thương xót và bố thí cho lòng thương xót. Con là người đi đàng, con đang đi trên đường đời, con hãy lấy lòng yêu mến sưởi ấm cha. Cha muốn trót lòng con, cha muốn nên bản thể cho con, nên hơi thở, nên đập tim của con đến hơi thở cuối cùng. Ngày 14 tháng 11 năm 1940, nghe tiếng nói, bao nhiêu người không thèm rước lễ khi cha ước muốn ngự vào lòng họ mỗi ngày. Bao nhiêu người chịu lễ xong mà không lo gì, cha đang ngự trong lòng, bao nhiêu người xúc phạm đến cha. Có thật ít người mà cha được ngự vào với yêu thương. Phần con, mỗi ngày con được phước rước cha vào lòng. Con hãy xin ơn này cho kẻ khác. Cha muốn phó trót mình cha cho các linh hồn qua các thế hệ trong phép thánh thể, nhưng cha bị chối từ, cười nhạo và bị nhục mạ. Ngày 28 tháng Giêng năm 1950, sau một buổi tiếp tân, có tiếng nói, con càng cực nhọc nhiều thì con càng phục vụ cha nhiều. Ngày 2 tháng 2 năm 1950, ở Paris ngoài đường phố, có tiếng nói, cha chẳng phải là bạn thân của con sao? Vậy sao con không nói chuyện vui vẻ với cha? Chính lúc xế chiều đời con mới bắt đầu sống khi con nghĩ tới sự con sắp chết. Bà Bossis đang ở trong phòng, nghe có tiếng nói. Khi con mới nghe tiếng cha nói, thì lúc yên lặng sau đó cũng còn tràn đầy cha nữa. Ở nhà nguyện xem lễ, tới lúc Sactus có tiếng nói, con đã mời cha làm sự con gọi làm, thì con hãy làm sự cha làm. Có các thiên thần bao quanh con, hãy ca tụng thánh, thánh, thánh. Con hãy thờ lạy, con hãy yêu mến. Bà Bossis đi ngoài đường một mình, nghe có tiếng nói, không có nơi nào mà vắng vẻ, vì có cha ở khắp nơi. Tại nhà thờ Đức Bà Thắng Trận, bà Bossis quỳ gần một người đang cầu nguyện, có tiếng nói, ôi linh hồn, người ta mất công bao phủ với một thể xác. Người ta thấy linh hồn không ngừng lại trong đó. Đi dạo phố coi các cửa hàng ở Paris, có tiếng nói, con đừng để trí con lo ra, rông dài, đến nỗi ngăn cản con nhìn thấy cha. Chúa dạy bà Bossis dọn mình chết. Ngày 19 tháng 2 năm 50, ở vườn Luxembourg, bà Bossis nghe có tiếng nói, tại sao tới giờ này con ở một mình? Tại sao con đã muốn sống một mình? Đang khi cha nóng lòng muốn thần thánh hóa các công việc của con hãy nhớ rõ không có cha, con không ra gì hết. Con hổ thẹn chăng? Nhưng vì con nghèo hèn mà lôi cuốn cha trong mọi lúc, con hãy trông chờ nơi cha. Khi con gọi cha thì có cha sẵn liền, con vừa kêu tên cha thì cha đã nghe rồi.
cũng như con đã kêu cha từ lâu vậy. Cha ước muốn gặp con luôn, con hiểu không? Con đừng nhàm chán cha. Con hãy nghe điều này là con sẽ hy sinh sự tự do của con cách hoàn hảo hơn lúc giờ con chết. Giờ chết đó là cố gắng cuối cùng của lòng con yêu mến toàn vẹn. Cha sẽ nhận lấy cái chết của con như một nhành lá khải hoàn. Con chưa biết sức mạnh của lời cầu nguyện. Đó là cánh tay mạnh mẽ nâng đỡ cánh tay cha. Vì cha cho phép người ta giúp đỡ cha, con nhớ Simon vác đỡ thánh giá chăng? Cùng nhau cha ở với con. Bà Bossit mắc đa đoan công việc, có tiếng nói, khi con có thể được, con hãy cầm trí trong con hãy cầu nguyện trở lại. Ngày 9 tháng 3 năm 50, có tiếng nói trong giờ thánh, con càng tiến gần giờ chết, cha càng muốn con ở trong cha. Con biết ra gần biển, các ngọn suối chảy mạnh mau hơn để biến mất trong biển cả. Không ai săn sóc con hơn cha được. Cha lo cho con thí công. Cha được trả công khi thấy con chăm lo vâng giữ điều răn cha. Và được nghe con với lòng tha thiết của trẻ thơ nói với cha rằng, cha yêu dấu, con cảm ơn cha. Nói vậy có khó gì đâu. Khi bà Bossit nói trong lòng, lạy Chúa, xin Chúa ở lại trong con, vì con cần nhờ Chúa, chớ Chúa đâu cần con. Nghe tiếng vội vàng mau mắn trả lời, cần chứ. Cha cần con trong sự yêu mến cha chứ. Ngày 16 tháng 3 năm 50, trong giờ thánh bà Bossit yếu mệt, có tiếng nói, khi con yếu đau, con hãy dâng cho cha sự đau yếu của con. Cha nhận lấy nó trong sức mạnh của cha, để kết hiệp nó với những lần mệt mỏi của cha ngày xưa. Dù trước tuần thương khó cha, trong các cuộc hành trình và công việc của cha, cha đã trải qua nhiều lúc đuối sức, vật chất và có khi tinh thần nữa, giữa bao nhiêu lần người ta không hiểu cha. Vậy con đau yếu, con hãy đến gần cha, như thể con đã chọn hết phương thế để kết hiệp với cha. Chúng ta cùng chung đau ốm trong một phòng kín, ngợi khen Chúa là cha. Trong khi đời người đã sắp tàn, hãy vui mừng lắng tai nghe tiếng Chúa báo hiệu sắp ra đi. Con nhớ khi các tàu lớn đổ còi lần chót, thì con đã nghĩ rằng ra đi. Ôi ra đi đó là sống. Con hãy tưởng như vậy khi con từ giã đời này. Con ra đi sinh sống ở bên kia thế giới mới thật, đang chờ đợi con. Các dân cư ngụ ở đó cũng đang chờ đón con. Ở nữ ước họ đang đứng ở bến tàu hối hả reo mừng, nhưng có gì đâu, ở thế gian cùng khổ. Nhưng những sự reo mừng hoan hô ở trên thiên đàng, những lòng sốt mến, những vui sướng khôn tả. Ai kể ra được trong tiếng nói loài người, con hãy vui mừng đến gần, như trên chuyến bay, con hỏi rằng, chúng ta sắp gần tới Chúa chưa? Người ta trả lời, chỉ hãy nhìn chân trời. Chị sẽ đoán được giờ sắp đáp xuống. Và nếu có ai trong người thân yêu con đang chờ đón con, thì tim con hồi hộp. Ôi con gái cha, người đang chờ đón con là Chúa tạo dựng con, là đấng cứu chuộc con. Con hãy bước đi nhẹ nhàng như đi dự lễ. Con hãy thiết tha sửa soạn để lên đường, trang sức với những đá ngọc quý giá cha đã cho con. Hơn nữa, con hãy mượn những áo rực rỡ sáng chói của mẹ con và của bạn yêu dấu con. Con phải quen trang sức mỗi ngày, vì các ngài đang đưa các vật quý đó cho con. Bởi vì các ngài muốn thấy sự xinh đẹp của các ngài trong con hãy thêm vào nụ cười khiêm tốn của em gái vui sướng được trở về nhà cha. Ngày 24 tháng 3 năm 50, bà Bossit bệnh, nghe tiếng nói, thật tốt đẹp khi con nghĩ, con càng ngày càng đến gần cửa ngõ ra khỏi thế gian này. Con thấy không, con liếc nhìn thấy rõ thế nào về phía sau lưng con, mọi sự không còn bị hiểu sai lạc, bóp méo bởi dư luận người đời. Con nhìn thấy lẽ sống thật của họ, thường là ích kỷ, thấy họ vô tư đến vinh danh Thiên Chúa,
theo lẽ phải là mục đích của con. Thấy họ không lo lắng gì đến phần rỗi anh em mình là điều phải nung đốt ý nghĩ của con. Ôi con gái cha, buồn thật nếu con về trời một mình, con hãy lo cho có một số linh hồn mà con cứu rỗi theo bao vây quanh con. Các linh hồn được cứu rỗi hoặc bởi các sứ truyền giáo, hoặc bởi ở chung quanh nhà con. Ôi nếu mỗi linh hồn trở thành một nhóm, nhóm của con do con hướng dẫn về nhà cha, gia đình con, thì khi vào cửa sẽ được chào đón hoan hô nồng nhiệt là dường nào. Vậy con hãy năng kêu gọi tên cho cha nghe, những người mà con ủng hộ giúp đỡ, những người vô đạo con cứu rỗi, những người câm điếc con cứu giúp. Cha sẽ lấy áo không đường may đẫm máu của cha để bao phủ họ. Ngày 30 tháng 3 năm 50, bà Bossit đau yếu, có tiếng nói, sao con không dùng thời giờ yên tĩnh vắng vẻ trên giường bệnh, cũng như con đang viếng mình Thánh Chúa vậy, có gì ngăn cấm con? Hãy cố gắng một chút là được hết, sao con không dùng 30 ngày ở tù tức là bệnh tật, nên 30 ngày vui mừng? Bởi vì bệnh hoạn thì tàn phá thể xác, một ít nữa sẽ đưa linh hồn con đến cửa ngõ ra khỏi thế gian. Tại sao con không dâng cho Chúa Cha sự tàn phá dần dần của thân xác con, để dọn của ăn cho anh em bằng lời nói và tập viết con? Chừng nào người ta sẽ nói được rằng, thấy người công giáo là thấy Chúa Giêsu Kitô, thật là mẫu gương mạnh mẽ, thật là một bài giảng hay không lời. Con hãy nhớ câu, ai thấy cha thì cũng thấy cha của cha. Và khi con đã nói vậy, con không tin tiếng nói của cha tràn đầy lòng yêu mến rộng lớn không? Hỡi con gái cha, con hãy vượt qua khỏi những phương tiện nhỏ hẹn của con và bước lên những khoảng trên cao. Con hãy ban Thiên Chúa trực tiếp và không chút sợ ai dị nghị. Ngày 31 tháng Giêng năm 50, bà Bossit rước lễ ăn đàng, nghe có tiếng nói, cha soi sáng sự hư vô của con, thấy rõ con không ra gì hết. Ngày 6 tháng 4 năm 50, ngày lễ mình Thánh Chúa, bà Bossit nằm trên giường bệnh, tưởng nhớ trong trí các nhà tạm trong thành và các nơi. Có tiếng nói, con là của lễ, chúng ta cả hai là của lễ. Ngày 8 tháng 4 năm 50, thứ bảy tuần thánh. Bà Bossit nói, con đau, chỉ có những việc nhỏ mọn để dâng cho Chúa mà thôi. Có tiếng trả lời, một việc nhỏ làm với lòng yêu mến thì đó thành một việc lớn rồi. Các thiên thần sẽ lượm lặt các miếng thịt của xác cha đã bị banh xé rơi rớt đó đây và đã sắp lại cho xác cha được nguyên vẹn, đẹp đẽ, đã sống lại. Còn con hãy đi tìm những người tội lỗi và đem về cho cha. Con hãy chăm sóc xác mầu nhiệm của cha. Con hãy dâng cha trong mồ mà cha nằm bị dập nát cho những người đáng thương đang sợ trở nên thuộc về cha, sở hữu cha. Ngày 13 tháng 4 năm 50, bà Bossit bệnh có tiếng nói, có ngày nào, có giờ nào trong đời con mà sống riêng khỏi cha được không? Con có thể để riêng ra tuần lễ này hay là tháng này không? Con không thấy cha như một chủ kia gắt gỏng, đòi hỏi mỗi giây phút của con không? Con không cảm thấy trong con có một ước muốn nóng nảy để trao phó chót mình con cho cha chiếm giữ sao? Dưới nanh vuốt cảm xúc, con hãy chịu đau đớn vì cha. Trong những đêm khó ngủ, sẽ thức, con hãy nghỉ yên trong cha và hãy lấy can đảm thêm. Ngày 20 tháng 4 năm 50, bà Bossit bệnh, nghe có tiếng nói, các sự đau đớn này cha để nó như những bông hoa kết vào mũ triều của con. Không thể đầu con có gai nhọn mà không có hoa hồng được. Và con hãy kết hợp những nghẹt thở của con với những nghẹt thở của cha. Cha đã nghẹt thở trong cơn hấp hối cha. Mong cho con trong cơn bệnh nghẹt thở, thì con rước lấy Chúa. Ôi bạn cha, con hãy lấy người để ban cho kẻ khác,
Người sẽ dành cho con phần của con. Ngày 25 tháng 4 năm 50, bà Bossis bị cơn sét. Có tiếng nói, con hãy nhìn thấy cha trong mọi sự và ở khắp nơi. Ngày 27 tháng 4 năm 50, bà Bossis nằm liệt. Có tiếng nói, tốt đẹp cho con khi phó thác con cho lòng yêu thương của cha. Sống hay chết không quan hệ. Con ở trong tim cha, con ở trong ý muốn của cha. Nhận lãnh sự chết chưa đủ, cần phải nhận lãnh với tất cả tình yêu mến có thể được. Con hãy lót cho tình yêu cha như một mảnh vải dịu mềm đến tột bực ước muốn của cha. Khi đó công việc chúng ta là chung với nhau dưới mắt của Chúa Cha, và con sẽ được phép tắc quyền năng. Ngày 4 tháng 5 năm 50, bà Bossis lâm bệnh đã 6 tuần rồi. Có tiếng nói, con hãy đặt lòng can đảm con trên sự chịu khó can đảm của cha. Con hãy nói lên rằng một mình con là không ra gì hết. Con có thể tập thói quen tốt ở chung với cha, sống chung với cha luôn mãi. Con hãy năng đến mời cha, chứng kiến đời sống con. Như khi con gửi thiệp mời cha đến dự tiệc vậy, và con sẽ dành cho cha chỗ danh dự bậc nhất, cũng như con không muốn cha mất gì hết trong khi trình diễn mà không thấy, trong khi trình diễn mọi việc thường ngày của con đã sống vì cha. Ôi con gái cưng của lòng cha, biết bao việc tốt đẹp mà chúng ta làm chung với nhau. Con hãy nhớ kỹ tiếng này, làm chung với nhau. Sau đó có tiếng nói, tùy theo lòng mến, lòng tin cậy, con cứu rỗi được các linh hồn. Trong bữa ăn, có tiếng nói, con đừng ăn vì đồ ăn ngon, con hãy ăn vì vâng lời cha để nuôi sống thể xác con, mà cha dùng để phục vụ cho cha. Nhờ vậy con dọn nấu đồ ăn cho cha, còn cha soạn tiệc trên trời cho con. Đó là bữa tiệc cha dành cho những kẻ được cha chọn. Đó là chính cha chúc. Ngày 4 tháng 10 năm 40, có tiếng nói, con hãy nhớ rằng cha sẽ trở nên như con ước mong. Nếu con đối xử với cha như người xa lạ, thì cha sẽ trở nên một quan tòa xét xử con. Nếu con tin cậy thì cha sẽ là vị cứu tinh của con. Nếu con sống trong tình yêu cha, thì cha sẽ trở nên bạn tình đáng yêu, luôn hiện hữu trong lòng con. Ngày 11 tháng 5 năm 40, bà Bossis bị một ý nghĩ ám ảnh bà. Có tiếng nói, con biết không, một con ruồi người ta đuổi nó một lần, nhiều lần, và kết thúc bằng cách bay đi. Những thử thách thiêng liêng cũng vậy, đó là những thực tập đạo đức, con hãy nhẫn nại và vui tươi. Ngày 30 tháng 5 năm 40, giữa lúc giặc tàn phá, có tiếng nói, con hãy mặc lấy một áo choàng khiêm tốn sám hối cho quê hương, để xin tha thứ đền bù các tội lỗi của đồng bào. Con hãy làm như Môi-sen ngày xưa đã giang tay cầu nguyện cho dân người. Vào nhà thờ vắng lặng, bà Bossis nghĩ rằng, có lẽ tôi phải ở lại đây với Chúa một giờ. Nghe có tiếng trả lời, ở lâu mau không ăn thua gì, có con ở đó và có cha đó rồi, cần thiết là chúng ta yêu thương nhau. Trong một hẻm đi nhỏ, bà Bossis lánh nạn với một sổ nhật ký, có tiếng nói, con hãy cho cha vinh hạnh, bằng mỗi ngày con đọc một ít lời của cha nói, và con sẽ thấy con kết hợp với cha hơn, và như vậy con đang sống siêu nhiên hơn. Khi bà Bossis bị một lời sỉ nhục, có tiếng nói, cha đã để cho con chịu vậy, để thường con vì chịu sỉ nhục, bằng lòng để cho nước cha chỉ đến. Chính với những sự sỉ nhục đau lòng mà tạo được chiến thắng cho cha. Bà Bossis nói lại, vậy xin Chúa cho con được Chúa gửi sỉ nhục nhiều nữa. Nghe có tiếng trả lời, cha liệu cho con chịu tùy sức của con, như may áo vừa cho con mà thôi. Ngày 17 tháng 7 năm 40, ít lâu sau bà Bossis trở về nhà.
mà bà ở. Bà buồn vì quân Đức đã lấy mất một đồng hồ treo và một bình mực viết. Có tiếng nói, con hãy tập từ bỏ các trang sức trần gian. Con hãy để lòng con hướng về những vật trên trời mà không hư nát. Và con sẽ làm vui lòng cha. Bà Bossis thưa lại, con loài phàm mà chăm lo việc siêu nhiên gì được. Nghe có tiếng trả lời, thì con phải cố gắng và đó là công nghiệp lớn nhất mà nếu con cố gắng vui vẻ và chỉ vì cha mà thôi. Ngày 17 tháng 7 năm 39, vậy thì trò chuyện với cha khó khăn lắm sao? Tất cả những gì con thích, tất cả những gì làm nên đời sống con hãy nói cho cha nghe đi. Cha ngồi lại nghe con, lòng cha vui mừng biết mấy, trí cha chăm chỉ biết mấy. Phải chi con biết vậy, con hãy nói lại cho người ta, hãy ở với cha như một người bạn thân rõ biết mọi việc kín đáo. Ngày 19 tháng 7 năm 39, chịu lễ vừa xong. Hồi đó cha đã phú mình cho những người quân giữ, họ muốn làm gì cha thì họ làm. Cha đã làm vậy vì yêu thương. Bây giờ trong phép thánh thể, cha cũng phú mình. Rồi người ta cũng còn làm gì cha thì làm, tự ý họ. Cha chịu vậy tại vì thương yêu, cho đến cùng, cho đến đời đời. Ngày 26 tháng 7 năm 39, ở ngoài vườn không phải tại câu chuyện của con nói, mà cha nghe con nói, mà chỉ tại vì con nói thôi. Có vậy thì cha được phỉ lòng ao ước sống thân mật với con. Và cha đoái nhìn con với một tấm lòng yêu thương của một đấng cứu chuộc. Con mà biết ơn cha, con mà thờ phượng cha, chắc rồi con thích lắm. Nhưng nhất thiết là cha trông chờ được sống thân mật với con, được cùng nhau tỏ hết tâm sự như hai người bạn thân duy nhất. Ngày 31 tháng 7 năm 39, chịu lễ xong, con cứ thật tình sống với cha. Khi con nói chuyện, làm sao cho người ta thấy rõ trong đời sống con chỉ có cha thôi. Trong khi con chuyện vãn, con đừng sợ nói tới tên cha chứ. Không ai dè chứ, thật sự tất cả mọi người đều cần đến cha. Danh thánh của cha có thể gây nên sự lành trong các linh hồn. Con sẽ quen làm vậy, cha sẽ giúp con. Người ta đến với con là để nghe con nói với cha. Tại sao con ngại? Trong việc đó, cha lãnh làm gần hết công chuyện của con mà. Cha làm giúp con, cha lấy làm hạnh phúc. Con cứ kêu cha tới tiếp với con. Hỡi những linh hồn dấu yêu của cha. Chúng con tự do, không muốn cha thì muốn, không muốn thì thôi. Mà cha cứ ở sẵn đây, cha hồi hộp trông đợi con quyết định cách nào. Lòng cha băn khoăn không biết con chọn lựa làm sao. Con hãy thích nói xen tên cha trong những câu chuyện của con thường nói, cũng như để tha thiết đền bồi vì nỗi khổ đau cha chịu. Tại có nhiều người muốn bôi bỏ cha ở khắp nơi, cả đến ở trong linh hồn kẻ thơ ấu. Con hãy gieo vãi tên cha sẽ làm cho nó mọc lên. Ngày 8 tháng 8 năm 39, chịu lễ xong, trí tôi đang nghĩ tới bữa tiệc sắp đãi ở nhà tôi. Chúa nói, con đâu có cần phải bỏ cha để đi tiếp đãi mấy người con mời. Cha cũng biết tiếp đãi chứ. Lúc cha còn sanh tiền, cha tiếp rước nhiều người xa lạ. Khi ấy cha để lòng lưu luyến với họ, nên những người xa lạ đó ra về hớn hở quá chừng. Con hãy để cha cái vinh dự ở gần con, ở trong lúc con tiếp đãi khách khứa. Phải chi trong đời sống con, không lúc nào mà sự có mặt của cha là thừa chán. Con hiểu chưa, hỡi bạn kiết của cha? Ở Lyon, trong một tửu quán thiên hạ đông vầy, con hãy đọc đây cho cha một kinh lạy cha. Con đọc bữa nay rồi, biết chừng nào cha có ai đọc nữa. Trong một nhà thờ gần ga xe lửa, con hãy học lại cho cha nghe những gì con thích và những gì con chán,
Họ tưởng nói với cha thì phải nói với một giọng đặc biệt, cho nên họ không chịu nói. Mà phải chi họ biết cha ương người ta tới với cha một cách đơn sơ sao? Lại với một tấm lòng yêu thương sao? Hỡi những bạn thân tao nhã của cha, các con hãy đến làm cho cha đỡ khát khao chờ đợi các con. Con hãy thương cha được bao nhiêu thì thương, còn thiếu bao nhiêu thì cha bổ túc cho. Ngày 3 tháng 11 năm 39, đang ngồi lò sưởi, bà nghe có tiếng nói, con thấy không, cây củi nào không đụng lửa thì đâu có cháy. Con hãy lại gần cha, con hãy kết hiệp với cha, kết hiệp nghĩa là thành nên một. Ngày 16 tháng 1 năm 39, con sợ sao? Chắc rồi, phải sợ tòa cha phán xét, phải sợ đứng trước lề luật của cha, phải sợ khi nhận thấy bản tính Thiên Chúa của cha cao cả. Nhưng trong đời sống con đừng có sợ cha. Cha là toàn nhân lành, toàn yêu thương, toàn lân mẫn. Con hãy lại gần bụi gai đang cháy của con. Bụi gai cháy mà không tiêu hao. Ngày 16 tháng 11 năm 39, chịu lễ xong, con cố sức tránh những tội rất nhẹ. Đó là công việc của con, bởi vì con được ơn Thiên Triệu nên thánh. Mà nên thánh là không có chút gì ô uế tự ý mình làm. Đó là công việc của tình yêu. Tình yêu, con hiểu chưa? Tôi đi đàng thánh giá chặng thứ nhất, có tiếng nói. Nếu trong trí khôn con đầy dẫy những ý nghĩ trần gian khuất lấp, ý nghĩ về cha. Đó cũng như là con lên án tự cho cha một cách nào vậy. Ngày 4 tháng 2 năm 40, tôi nghĩ ngợi trong trí dường như tôi đang an ủi Chúa, lúc Chúa bị đánh đòn tan ra nát thịt. Rồi tôi tự hỏi, không biết khi thấy Chúa vang hiện, tôi có kính mến được như vậy không? Chúa đáp lại, mấy ngày lễ con mặc đồ tốt thì quả tim của con nó y như vậy, hay là nó khác? Ngày 18 tháng 2 năm 40, hình như thể là có hai Chúa, một Chúa trên trời với một Chúa ở dưới đất là tiền bạc. Con dùng tiền bạc để làm tôi Chúa chuộc con, phục vụ anh em con vì Chúa. Ngày 1 tháng 3 năm 41, có bao giờ con đã có ý nghĩ, ơn kia ơn nọ đã ban cho con là vì một lời cầu nguyện người ta sẽ dâng lên cho con không? Là vì một thầy cả đã ban phép chúc lành cho con lần này lần khác không? Là vì công nghiệp đời sống của cha mẹ con? Là vì lòng mến Chúa lân mẫn? Hay là vì mẹ cha nhân từ? Chứ không bao giờ con nên tưởng là vì con, hay là vì công đức của con. Ngày 24 tháng 6 năm 41, con chớ tưởng rằng khó mà đền tội. Con đền tội lúc nào con có ý đền tội. Và con kết hợp với những đau khổ của cha. Và như vậy việc đền tội của con đẹp lòng Chúa, bởi vì con làm tự ý. Còn trong lửa luyện tội thì con đền tội mà không phải tự ý con. Con thấy chưa? Có một cách giúp con không còn nghĩ đến những lo âu nhỏ nhặt của con. Đó là con nghĩ đến nỗi lo âu của cha. Tôi nghĩ đến phận khốn hèn của tôi. Có tiếng nói, đứa bé còn nhỏ nhít, càng yếu đuối thì người ta càng ôm siết nó vào lòng. Ngày 24 tháng 8 năm 41, một kinh lạy cha của một đấng thánh, đọc mà thôi thì có thế lực hơn một số câu kinh to tát mà người ta đọc không có tâm tình yêu mến. Con hãy để lòng thương mến vào những tiếng con đọc, làm như mỗi một tiếng con đọc là mỗi một lần con chút đổ tâm dạ con, chút ý tiếng con nói an ủi được cha. Vậy chứ không phải là một cái vui cho con, được làm cho Chúa con an nhỉ sao? Con hãy nói cho cha nghe đi, nói cho cha nghe rõ ràng, trong lỗ tai cha, như một tiếng bí ẩn của tình yêu.
Thưa quý thính giả, giờ cô bé xin gửi đến quý vị tác phẩm Lui et moi, tức là Chúa với tôi, là những mặc khải mà Chúa Giêsu ban cho bà Gabriela Bosis, sinh năm 1874 và mất năm 1950. Đây là CD thứ 5 với chương 8 Trong vòng tay Thánh Tâm và có phần trình bày của Minh Tâm. Xin kính mời quý vị theo dõi. Minh Tâm xin gửi đến quý vị tác phẩm Chúa với tôi, chương 8 Trong vòng tay Thánh Tâm, ngày 11 tháng 9 năm 1941, lúa mì cha dâng hiến, làm một với con cho Chúa cha, thân thể cha đẫm máu, con phải tin. Trong trời đất có xảy ra một cái gì chớ, những đau khổ của cha phải có một ích lợi gì chớ, vậy còn bổn tính tốt lành của Chúa cha, con đã bỏ đi đâu. Mọi lời cầu nguyện đều có tiếng vang, mà con không hay. Hãy xin đi con, hãy cầu xin đi. Trong một buổi lễ nhạc, khi nào người bạn tâm giao của con có mặt trong một cuộc lễ, thì cuộc lễ đó sẽ vui cho con bằng hai. Tại vì trong ý con nghĩ, bản nhạc đó hay, có anh ấy nghe, cái đó đẹp, có anh ấy thấy, con cứ tưởng người bạn cao cả của con có ở đấy, luôn với con, tham dự vào đời sống của con. Vậy thì tất cả cái gì con cũng phải chia sớt với người. Làm vậy thì con được vui sống bằng hai. Từng giây phút con có thể nghĩ tưởng, không chừng người bạn tôi tới kêu tôi như ý người có muốn. Rồi tâm hồn con sắp soạn để được âu yếm trước khi trầy đi, và để được âu yếm trong khi gặp gỡ. Ôi, giờ gặp gỡ dịu dàng, chút ấy màn che mỏng manh xé sẽ ra, mà chúng ta sẽ liên hiệp với nhau đời đời. Con có biết cha náo nức thế nào không? Ngày 1 tháng 11, 41, lễ các thánh nam nữ. Trong buổi lễ nhạc, có tiếng nói, những chỗ thần giữ bỏ trống trên thiên đàng, vẫn còn đó chưa có ai chiếm. Tất cả chúng con mỗi người đều được kêu ngay tới tên. Ôi, các con bé nhỏ của cha! Khốn nạn biết bao nhiêu nếu chúng con không lên tiếng. Giả tỉ như có một người giàu sang, có một ngôi nhà lớn trên một chót núi. Người ấy mời những kẻ ở dưới núi lên trên chót núi ở chung một nhà với người ấy. Và mấy người ở dưới núi, sợ leo lên chót núi mệt, nên không chịu, leo thử cũng không chịu. Con tưởng sao? Người giàu sang kia biết rõ những cuộc vui lớn lao trong lâu đài mình. Người đó thấy mấy người ở dưới núi lôi thôi như vậy, người đó buồn hết sức hết lòng hay không? Con hãy giúp cha để làm cho tất cả mọi người đi lên. Lại với con, hãy xin kẻ đã tới nơi rồi tiếp với chúng ta. Ngày 18 tháng 2, 42, lúc tôi đang vào nhà thờ, nãy giờ cha đợi con thinh lặng sắp mình dưới chân cha đi. Cha nói thinh lặng nghĩa là con phải dẹp đi các ý nghĩ, tất cả các nhớ nhung về những sự dưới đất này. Cha muốn cho con hoàn toàn thuộc về cha. Con muốn vậy không? Cha không muốn lấy ngang cái gì hết. Biết mấy lần rồi cha cứ đợi. Không biết con có nhớ cái người điên, mỗi ngày đi ngoài đường, cứ nhớ như người đi trước đứa con gái của nó, đã chết đâu hồi nào. Còn cha, cha chờ đợi các con của cha, một số đã chết lâu rồi không còn được sống trong ơn nghĩa. Con cầu nguyện cho họ tin lòng cha thiết tha thương xót để họ làm cho cha vui. Một số khác đang được sống như Thiên Chúa Cha trên trời, nhưng mà họ sao lãng vì mắc bận tâm lo lắng, thâu góp tiền bạc. Còn những kẻ sống thân mật hơn với cha, những kẻ đã có hiểu cha hơn, những tâm tư hao mòn vì sốt sắng lo việc trong nhà của cha, những kẻ ao ước trở nên hạng yêu dấu nhất của cha như Gioan, Lazaro, Madalena, những kẻ ấy uống tại nguồn mạch một thứ nước không bao giờ cạn, mấy tiếng miệng cha nói rỉ tai con không thấy nó mới hoài sao? Vậy chứ con không gặp ở đó một sức mạnh mà chính con cũng lấy làm lạ sao? Ngày thứ năm tuần thánh, ngày lễ của Thánh Tâm Cha,
Đó là ngày lập phép bí tích này ở giữa các tông đồ. Các tông đồ mà lòng cha lúc ấy âu yếm một cách không thể nào tả được. Trong mỗi một người, trong tận chốn tâm tư thân mật nhất của mỗi người. Và cha thấm tràn vào những kẻ ấy một cách ngọt ngào, đến đỗi nhiều người xa nước mắt. Trong cuộc vui phước ấy, một nỗi độc ác là có mặt gã bạn chúa. Hồi đó cha thương Suda biết bao nhiêu. Ôi con nhỏ của cha đau đớn quá, thì con tưởng tượng như con mới lựa được một người bạn thân. Rồi con thấy người bạn thân đó môi miếng bề ngoài, mà kỳ thật đang bán nộp con một giá rẻ mạc cho kẻ nghịch của con. Judah ơi, con có muốn 30 đồng bạc, tại sao con không đi tới mẹ của cha mà xin? Chắc mẹ cha thà bán nộp mình để cho cha khỏi chết. Mà rồi cha đã chịu Judah hôn mặt. Thật ra lúc cha thấy trước Judah lẩn quẩn trong vườn Gethsemane, thì cha đã phải đau khổ nhiều lắm rồi. Lạy Chúa con, xin mời Chúa ở lại trong vườn cây ngộ nghĩnh của con để an ủi Chúa vậy, được không? Chính con là linh hồn của cái vườn con, hãy cho cha bông hoa là những ý tưởng của linh hồn con, lại như cha hay biết con sốt sắng lo cho kẻ có tội, thì cha quên được những nỗi âu sầu trong vườn Gethsemane. Như con dâng lên cha tình yêu tấm lòng con, thì cha quên được lòng hiểm ghét, tính tham lam của Suda. Như con đem trí con chan hòa thương xót mà nghĩ đến thân cha khốn hèn như sâu bọ, thân cha xấu xí như kẻ phung cùi, thân cha nhuốc hổ như kẻ phải đòn bỏng, thân cha nhục mạ như kẻ phải án tử, thân cha trằn trọc như kẻ chịu đựng đóng đinh. Tất cả mọi sự đều giang ra xa cha. Còn cha, con kêu cha, thì cha phó mình cho con. Còn tìm ra một điệu nói mới mẻ, nồng nàn, để làm cho cha thấy lòng con yêu mến, biết ơn cha trong một chiều ngày thứ năm này. Con biết không, biết là bao nhiêu bánh lễ người ta đã chịu. Trong hai ta, cái người có phước hơn hết, đó là cha. Con cứ luôn luôn sống như cha thấy con làm như một người tùy viên tòa đại sứ, con đi tới với ai cũng đi với danh nghĩa của cha. Ngày 23 tháng 3 42, chịu lễ xong, con không biết có mấy khi mà con có dịp nhảy xuống sông để cứu người ta, chỉ có những dịp nhỏ nhỏ thường thường mà con giúp đỡ anh em vì lòng mến cha, một cử chỉ đơn sơ, một cách tỏ giả yêu thương, với một điệu bộ duyên dáng. Sự cha luôn luôn dòm coi trong con, đó là ý chí của con. Ý chí, con hiểu không? Như con làm không xong xuôi, thì cha cũng dễ dàng tha thứ. Ngày 6 tháng 8, 42. Tất cả cái gì con có là của cha cho. Vậy chớ cha không có sức mà cho con bằng hai sao? Có phải bây giờ cha không còn giàu có như hồi trước nữa sao? Hay là cha không còn thương như hồi trước nữa? Có thể cha làm cho con nên thánh trong giây lát. Nhưng mà cha ưa con, lần lần nhịn nhục ra sức. Như vậy con mới khiêm nhượng. Con phải làm sao cho được khiêm nhượng mà tại yêu mến. Cái khiêm nhượng đó, nó đưa con lên cao. Cái tật áy náy sờn lòng không bao giờ làm cho một linh hồn được nâng cao. Đi con, đi, cha đi trên con đường núi Calavario, khổ nhọc biết bao nhiêu cũng vẫn đi. Cha đã tới nơi, coi cha đây, rồi con được can đảm thêm, lại với con, cho cha một cái danh dự, là kêu cha đến tiếp với con. Ngày 16 tháng 9, 42. Con cứ thường hay nói đến cha, lạy Chúa là đấng xây dựng nên con. Chúa định về con đi, xin Chúa cứ làm cho xong. Con chỉ mong ước một điều mà thôi, làm cho nước của Chúa trị đến, ở trong con cũng như ở trên trời. Con nói như vậy rồi, thì cha chụp lấy con, còn mau mắn hơn là con chim chụp mồi. Con cứ biết không, cũng như thể là một ngọn lửa táp vậy.
con cứ để cho cha, như thể là vừa chạy vừa giật lấy con đừng có tránh né, con hãy nhào vào trong tay cha, rồi thì con như mất thăng bằng, không còn tự điều khiển lấy con nữa. Cha ưa con không thấy, cứ để cho cha dẫn con, hai vai của cha chưa có nặng bao nhiêu, nó còn có thể vác nhiều hơn nữa. Con chọn lấy một chỗ đi, cha là đấng chăn chiên lành. Con kể tên mấy linh hồn con muốn dắt tới cho cha. Vì con, cha cứ kêu riết mấy linh hồn đó, con đừng sợ dẫn tới cho cha nhiều quá. Cha trông con dẫn tới nhiều hơn nữa. Còn con mở lòng con ra cho lớn đi. Cha vô đó rồi, cha không đi đâu nữa. Miễn là con, đừng có chán nhàm cái người bạn đã chịu chết mà cứu con. Như con có đuổi cha, thì cha cũng còn ở nữa, ở ngoài cửa con. Ngày 14 tháng 4, 44. Ơn cha ban cho con bữa nay, cha hiện diện trước mặt con. Từ này về sau, con sống trong ý tứ, nhớ luôn người bạn thiết tha nhất của con có ở đây. Như vậy, ảnh hưởng của con mạnh thêm gấp 10. Một linh hồn cháy mồi với một linh hồn khác, cũng như thể một cây đèn sáp này, đốt mồi với cây đèn sáp kia. Giờ thánh, tôi lo ra vì người sửa đờn làm sùm. Không chừng bị vậy mà Chúa không nói với tôi được. Có tiếng nói, có cái gì? Có ai mà ngăn trở được cha nói với một linh hồn khi mà cha muốn nói? Lời nói của cha không phải là lời nói thâm trầm của hai tâm hồn sao? Dầu mà ở giữa đám đông người, con cũng có nghe cha nói với con rồi. Con nghe một tiếng nói thầm nhỏ cho đến nỗi, phải là tình yêu mới nghe được. Còn cha thích để con bắt cha, bắt trộm cha đi. Con càng ăn cắp, cha chừng nào, thì cha càng có thêm của quý để cho con ăn cắp. Vậy chớ, chúng ta không để của chung hết rồi sao? Cũng như trong một gia đình âu yếm, con hãy tin vững đi, sự giàu có của cha không bao giờ sút giảm. Con hãy lấy đi, lấy cho đầy tay con đi, lấy cho đầy lòng con đi, lấy không phải cho con, mà lại cho tất cả mọi người nữa. Con đừng quên ai nghe, mà vậy rồi cha càng giàu thêm hơn nữa. Cha nói với con rồi, cái gì một chút cũng che khuất, làm cho con không còn thấy cha nữa. Con hãy tin đi, tin cha hiện diện dầu con không thấy. Cha đầy lòng yêu thương rất mực, phải chi con biết. Ôi hiện diện, nổi bao nhiêu đó, cũng nhiều lắm rồi. Con cứ làm hết mọi sự, công việc, đọc kinh, nghĩ tưởng, trò chuyện, như là cha có ở đó, mà thiệt sự có cha chứng kiến, con tưởng làm sao? Cái đó không phải là nhân lành tử tế vô cùng sao? Con thức dậy, có cha ở đó. Con nghỉ ngơi, có cha ở đó. Con có thể nói được. Không khi nào cha bỏ con một mình. Vì lẽ đó mà nói được bao giờ con ở thanh vắng. Thì luôn luôn có cha. Con nhớ không, lúc người tớ gái con chết, con lưỡng lự không biết phải mướn người khác giúp con nữa không? Cha đã khuyên thôi. Thì ở một mình đi. Cha nói, con có thương cha tới mức đó hay không? Có phải thiệt là con không tiếc cái gì với cha hay không? Cùng với nhau, chúng ta đã trải qua nhiều năm, nhiều buổi chiều tối vắng vẻ quạnh hiu. Con đã cố gắng thánh khít với cha hơn, mà cha cũng đã giúp con, vì bởi con có thể kết hợp những lúc con hiu quạnh với những nỗi quạnh hiu của cha. Con có biết rừng cát không? Cha đã ở đó 40 ngày, con có biết những đêm cha không ngủ, những đêm cha thoát ra xa môn đệ, để cầu nguyện với cha của cha. Con có nhớ những lúc cha ở giữa đám đông, mà cha vẫn phải triệt để quạnh hiu, vì người ta không hiểu cha, vì người ta chống đối thù nghịch cha, vì người ta hiềm khích giận ghét cha, vì người ta không ưng chịu làm bằng hữu với cha. Tất cả những sự ấy là vì chúng con. Là vì con, rồi đến sau cha chịu quạnh hiu nơi vườn Gethsemane. Cha vẫn còn chịu quạnh hiu trong các nhà thờ, vì tại thánh thể cha đã lập. Cha
cha chịu quạnh hiu trong các tâm hồn, vừa chịu lễ xong đã bỏ quên cha. Ôi, chớ gì những bạn thân của cha trung thành nồng nhiệt, nghĩ tưởng đến cha luôn mãi, để an ủi cha, rồi thì cha sẽ an ủi chúng nó khi chúng nó yên giấc ngàn thu, để mà chảy đi qua cõi sống đời sau. Không phải là một chuyện lạ lùng sao, thọ sanh mà an ủi được Chúa Trời của mình, song le có thiệt vậy. Vì thương mà cha đổi ngược ngôi thứ như thế, để cho con được một phương thế mới, để cho con được lấy tình yêu tha thiết mà bênh vực cha. Như vậy thì con thấy cha cần thiết làm sao? Các cách con thương mến cha, các cách con ở tha thiết với cha, nào ai hiểu được những nồng nàn lửa lòng cha? Con hãy tha thứ cho cha, vì bữa nay cha nói chuyện của cha nhiều quá, mà con hiểu cho cha chớ, trái tim cha cần được hả hơi một chút, để cho người ta hiểu, để cho người ta biết rõ hơn một chút. Người bạn thân này không được mấy ai hiểu biết, thân thiện biết bao nhiêu, gần gũi biết bao nhiêu với chúng con, phải chi con biết cái đó, hỡi các con nhỏ cưng của cha. Ngày 26 tháng 6 41, ngoài đồng quê, tôi thưa với Chúa, con với Chúa cũng dạo mát với nhau trên đường cây thông này của Chúa. Chúa sửa lời tôi nói lại như vậy, trên con đường cây thông của chúng ta, nhưng không có con thì cha đi làm gì trên con đường đó. Con biết cho cha khát khao kết hiệp với con. Ngày 30 tháng 7 41, chiều nay con có chuyện gì nói với cha không? Người ta hỏi con đã lãnh công việc gì phải không? Lạy Chúa, con nhỏ nhít quá, làm sao lãnh nổi một việc gì? Mấy đứa gái nhỏ cũng lãnh được nhiều công việc sai vặt. Con hãy làm cho cha thấy coi. Thấy con cần phải nói chuyện với cha, chứ đừng bỏ cha một mình ở trong lòng con. Martha, Maria, với Lazaro, hồi đó ở trong đền đài của họ, họ cứ ở kế bên cha, lo lắng cho cha. Vậy chứ con không tin cha rước họ vào trong đền đài của cha trên trời sao? Ngày 15 tháng 8 41, xong một cuộc kiệu, trong nhà thờ vắng hoe, cha cũng như ông chủ nhà, lúc khách khứa ra về hết rồi, ngồi ngó lại quanh quẩn trong nhà, đó là lúc ngẩn ngơ. Không biết mấy người khách họ có trung tín với mình nữa không? Có hiểu ý nghĩa cuộc lễ chưa? Có biết ơn không? Hay là họ cười nhạo mình? Ngày 28 tháng 8 41, lòng sốt sắng nhiệt thành hả? Không phải là bương bà làm cho nhiều đâu, xong là đem tất cả lòng đầy yêu mến và làm việc hiện tại. Con ước cho cha được kẻ thọ sanh của cha, làm lành cho cha. Con ước cho cha hôm nay được nhiều linh hồn ra khỏi luyện tội. Con hiệp lòng con mừng vui với kẻ ấy vì được trông thấy cha, và hiệp lòng con mừng vui với cha vì kẻ ấy được hạnh phúc. Con cứ đi lên thiên đàng cho thường. Ngày 11 tháng 9 41, con có để ý không? Chính nơi mà cha đã hoàn thành ý muốn tha thiết của cha là phép thánh thể. Chính nhà đó không phải của cha, người ta cho cha mượn, thầy cần đến, cha cho đi tới cái áo mẹ cha đã dệt. Con hiểu được nỗi khó nghèo của cha chưa? Ngày 28 tháng 6 40, có tiếng nói, sự gì con làm một cách vui tươi vì cha thì làm cho cha hài lòng hơn nữa. Suốt đời con, lúc sống cho đến khi chết, con hãy cùng sống chết với cha luôn. Ngày 12 tháng 4 45, đi Paris, trở về xe lửa đông người. Bà Bossis được một chỗ ngồi khỏe. Nghe Chúa nói, con thấy rõ cha lo lắng nhiều cho con cái cha. Dầu giữa đông người, cha cũng đem chúng ở chỗ thanh vắng để cho tim chúng lắng nghe. Bạn yêu mến chúng, cha đã chẳng nói với chúng ngày xưa rằng, khi cha sai các con đi không tiền bạc, không gậy gộc, mà chúng con có thiếu gì không? Chúng trả lời, lạy Chúa, chúng con không hiểu gì hết. Còn con cũng nói được như vậy. Ngày 7 tháng 5 45, ngày lễ cầu mùa, nghe Chúa nói, con hãy cầu xin cho ba đồng ruộng,
là cánh đồng của linh hồn con, cánh đồng của nước Pháp, quê hương con, và cánh đồng nhân loại được trúng mùa thiêng liêng. Ngày 12 tháng 7 45, cả ngày bà Bossis bận tiếp khách nên làm giờ thánh trễ. Chúa nói, bác ái lo cho kẻ khác, đó là bác ái lo cho chính cha. Con hãy nhớ rõ điều đó, là nếu ở nhà thờ con gặp cha, thì cũng chính cha con gặp lại trong người ta, ngoài nhà thờ. Luôn luôn ở đâu con cũng gặp cha hết. Ớ bạn cha, con hãy có thói quen hiểu vậy, con hãy quên dễ dàng, là thấy cha trong mọi biến cố đời sống con, và cũng chính thấy cha trong giờ chết của con. Như vậy, sao con sợ hãi? Vì con biết là chính cha sắp xếp. Còn con sợ cha chăng? Và nếu con thấy cha trong anh em con, thì con sẽ tử tế vui vẻ với họ là thế nào? Ngày 31 tháng 7 45, khi bà Bossis lo nghĩ toan tính chuyện nọ chuyện kia, nghe Chúa nói, hãy lo cho cha, đừng bao giờ lo nghĩ về con. Ngày 20 tháng 9 45, đang ở trong nhà thờ Presny, bà Bossis lo lắng quá về những gì bà phải viết trong tập nhật ký. Bà thấy sao khô cạn, trống rỗng, không biết phải viết gì đây. Nghe Chúa nói, tao con lo lắng quá vậy, bởi vì chính cha giao cho con viết mà. Con hãy tin chắc, tự con không viết được những hàng chữ nào. Con hãy công nhận là cha dùng con mà. Con hãy để cha điều khiển đời sống vắn vòi của con, và không phải luôn mãi đâu. Vì đây sẽ có ngày chấm dứt. Con hãy biết tiết kiệm, dùng cha trong con, và như vậy sẽ làm cho con đẹp đẽ hơn, và làm cho con được lợi ích hơn. Vì chính cha nhờ con, dùng con để ban ơn cho kẻ khác, và tốt đẹp vui sướng, vì cha được gặp, có nhiều xe chuyên chở cha, đem cho kẻ khác, như dùng con vậy. Bà Bossis nói, lạy Chúa, xin cho con được như dụng cụ chuyên chở cha, đem cho kẻ khác mau mắn và trung thành. Nghe Chúa trả lời, con hãy năng xét mình con đi, con hãy coi con có thực thi vai tuồng mà cha dùng con, đem cha cho hết mọi người không? Bà Bossis thưa lại, lạy Chúa có, nhưng luôn luôn một cách không ra gì. Chúa đáp lại, mà con không biết đâu, con không biết khi con nói, thì những gì xảy đến trong tâm hồn người nghe con nói đâu. Con có thấy rõ một linh hồn nào được. Con có thấy ơn cha hoạt động nhờ con trong linh hồn họ đây. Vậy con đừng ngừng hăng hái hoạt động cho cha, vì cha. Một ngày kia, con sẽ thấy kết quả. Con hãy nên như một đầy tớ trung thực hoạt động sốt sắng và thỉnh thoảng tâm tình thầm kín với chùa mình đầy thương mến. Ngày 4 tháng 10 45, bà Bossis mới làm xong một công việc khó khăn và coi là đã làm sai và phải khởi sự lại. Nghe Chúa nói, chẳng phải khi bắt đầu làm việc, con đã chẳng nói rằng, bất kỳ việc gì cũng quan trọng, bởi vì tất cả làm vì cha sao. Con hãy chứng tỏ việc con nói là thật, và con có thể làm đi làm lại, vì yêu mến cha. Ngày 6 tháng 10 45, bà Bossis đã thêu lại cái choàng làm phép lành. Bà nghĩ để khoe khoang, bà sẽ đưa cho các chị bạn của bà xem. Chúa nói, mắt cha xem con không cho là đủ rồi sao? Và Chúa cho bà biết, Chúa vui mừng bởi tình thương thầm kín. Cần gì khoe với chị em nữa? Ngày 2 tháng 1 46, bà Bossis đi xem lễ, về ghé mua bánh mì. Chúa nói, con có thấy khác biệt hẳn, bánh nuôi xác với bánh hằng sống không? Ngày 26 tháng 1 46, khi đọc kinh lạy cha, tôi cầu xin cho ý cha thể hiện dưới đất. Chúa nói, con hãy biết dưới đất đó là chính con, vì con bởi đất mà được dựng nên. Con hãy xin cho con làm theo ý Chúa, theo ý Chúa Cha, cũng như con ở trên trời, và chỉ sống bởi Chúa và vì Chúa mà thôi. Ngày 21 tháng 3 47, trong giờ thánh Chúa nói, cả đêm cha đã đợi con,
trong nhà tạm để phó trót mình cha cho con sáng sớm. Sao con lấy làm ngạc nhiên đến đó sao? Con tin cha hiện diện trong nhà tạm không? Con có tin cha yêu mến vô cùng không? Vậy, chúng ta hãy sống chung bên nhau, và khi ban đêm con thức giấc, con hãy ngó nhìn đến đấng đã trông chờ con lúc rạng đông. Như vậy làm cho con yêu mến cha, và làm cho con tin cậy vào sức mạnh cha. Chớ gì đừng bỏ ngày nào mà con không lo lắng gì về cha, cũng như không có ngày nào mà cha không làm gì trong con, để cho con được hạnh phúc. Con tin cha chớ. Ngày 28 tháng 3 46, Chúa nói, sao con lo lắng về dư luận quá vậy? Cha biết con không đủ sao? Nếu con ở với cha, con hãy để họ nói gì, mặc kệ. Con hãy ở trên vai cha mà bỏ quên hết mọi sự. Ngày 4 tháng 4 46, Chúa nói, con nói được rằng, không có gì là bởi con, mọi sự là bởi Chúa. Vì luôn mọi sự xảy tới là do cha, con hãy ngó lại sau lưng, con không thấy mặt cha trong biến cố này sao, và biến cố không đưa con đến nơi con không ngờ sao, và chẳng phải là vừa sức con sao, dù là nặng mà con cũng chịu nổi, con đừng lo sợ gì hết, mà phải, dù chết đi nữa cũng đừng sợ, con sẽ được ơn đủ để chịu chết. Con sẽ vào sự chết như sự kiện cha ban cho. Với ơn cha giúp đỡ, con biết ơn giúp là ơn đúng lúc. Ơn Chúa là chính cha đó. Khi con ở với cha, con có sợ không? Xưa cha đã chẳng nói với các tông đồ sau khi sống lại rằng, các con đừng sợ, hỡi con gái cưng cha. Con sợ làm cha buồn lắm. Ngày 12 tháng 4 46, Chúa nói, con biết bằng chứng yêu mến cha là con chăm lo anh em con cách yêu thương. Con hãy tin cha ở trong người ta. Hãy tin con làm cha vui lòng khi con làm vui lòng người ta. Như vậy, con sẽ ở khiêm tốn với người ta. Luôn luôn con hãy nên khiêm tốn nhỏ nhoi. Con hãy nghĩ đến hình thức nhỏ bé của mình Thánh Chúa. Ngày 24 tháng 4 46, bà Bossis nói, lạy Chúa, xin Chúa sửa dạy con chỉ kiêu căng từ sớm tới tối. Chúa trả lời, mỗi ngày, con hãy nói lời đó cho cha và hãy ở khiêm tốn hạ mình. Mỗi ngày con hãy sống hành động bởi cha, thấy Chúa Giê-xu trong hình bánh, thấy Chúa Giê-xu dưới mọi hoàn cảnh, mọi gặp gỡ, dưới mọi sự kiện. Con hãy nhìn thấy cha mọi nơi. Con hãy theo cha khắp nơi. Ngày 16 tháng 5 46, Chúa nói, trong giờ thánh, con hãy cho cha mượn xác cử động của con để yêu mến cha. Và hãy cho cha mượn sự dễ thương của con để cha an ủi chủ chăn trong gánh nặng ngài. Và như vậy, nhờ con mà cha ngự giữa họ, ở giữa các người của con. Và con sẽ gây thêm ảnh hưởng với họ, và chính con cảm thấy con bớt nhỏ lần. Con sẽ nghĩ rằng, đây không phải là kết quả của công khó con, song là Chúa Giê-xu hiện diện đó với con. Con hãy cho cha mượn thân xác con, khi con đi đàng, khi con chịu khó, khi con ăn uống, khi con ngủ nghỉ, vì xưa cha cũng đã làm như vậy, khi cha sống giữa họ. Và để cho họ nhận thấy cha như vậy, ngày 23 tháng 6 46, đang khi bà Bossis đứng giữa cửa sổ nhìn kiệu đi qua, bà đứng im bị một con muỗi chích ở chân. Khi mình Thánh Chúa đi tới, Chúa nói, con hãy dâng tất cả mũi cắn để làm vinh danh tình yêu cha. Ở đời không có chi khác là đáng kể hết. Ngày 4 tháng 7 46, bà Bossis cảm ơn Chúa. Vì Chúa đã đi đến nhà bà, đem mình Thánh Chúa. Vì bà đau chân, không đi tới nhà thờ được. Chúa nói, con chỉ kêu cha thì cha đến liền. Ngày 1 tháng 8 46, Chúa nói, con đừng làm việc gì mà chẳng có cha làm với con. Con đừng quên ý ngay lành, chỉ có cha, một mình cha, con phải phụng sự, con phải yêu mến, con phải an ủi một mình cha, trực tiếp.
hay là gián tiếp trong anh em con. Chỉ có một mình cha là đấng tạo hóa, là đấng yêu thương con. Ngày 15 tháng 8 46, bà Vosis đi trên cầu, bà sợ té, bà nói, lạy Chúa, lòng con yêu mến, xin Chúa đến với con. Chúa trả lời, con không thấy cha mà thật vậy, nhưng cha vẫn ở với con luôn luôn, kêu chi nữa. Ngày 17 tháng 8 46, bà Vosis thấy trên bàn thờ có hai bình bông quý của bà, di tích của gia đình bà. Chúa nói, thì hai bình bông đó cũng còn là của con ở nhà của cha. Phục sinh 47. Chúa nói, xưa hai môn đệ thành Emmaus vội vàng nói với cha rằng, xin cha ở lại với chúng con. Bây giờ, chính cha nói với con, với giọng van nài rằng, hỡi con bé cưng cha, con hãy ở lại với cha, con hãy ở lại với cha, vì trời đã tối. Ngày 13 tháng 11, 46, Chúa nói, con hãy năng nói với cha rằng, con sắp làm việc này, cách chọn hết sức để làm đẹp lòng cha. Ngày 11 tháng 11, 46, bà Bosis đang nhổ cỏ trong vườn. Chúa nói, mà phải, thay vì con tưởng chính con phụng sự, con hãy nghĩ là chính cha, và vì cha các việc con làm cả ngày, là những bữa ăn uống, đi dạo nghỉ, vườn tược, phòng the, và các việc may vá của con, như vậy phải thân mật và dịu ngọt hơn chăng? Ngày 20 tháng 2, 47, Chúa nói, trong giờ thánh, không linh hồn nào giống nhau, không ai cho cha được sự cha trong đời nơi con. Như con hãy năng suy đến, cớ sự tại sao con được dựng nên trong ý muốn của Chúa Cha. Bản tính loài người mau sa ngã, và nếu con tin, thì không có ai sẽ làm thay thế con được. Vì ai nấy cũng có sứ mạng riêng của họ phải làm. Ngày 6 tháng 3, 47, bà Bosis nghe điện thoại, và những cú điện thoại nói đủ thứ chuyện. Chúa nói, đó, đời sống là vậy. Có những việc bất ngờ, có những sự di chuyển, đủ thứ thay đổi bất ngờ. Con hãy vững tâm nơi tim cha. Con hãy nhìn vào cha, hoặc để xin cha chỉ dẫn, hoặc để nói với cha rằng, con yêu mến luôn. Con hãy nhớ rằng, không có gì xảy đến mà không bởi cha cho phép, và con hãy luôn luôn yên trí. Ngày 8 tháng 4, 47, bà Bosis đi làm việc ngoài vườn và nói với Chúa rằng, Chúa vui chứ vì con làm việc. Chúa trả lời, không phải vì con đã làm việc cho cha bằng lòng đâu, mà chính vì con tưởng nhớ đến cha ở với con khắp nơi. Đáng kể không phải là việc con làm, nhưng chính là việc con yêu mến cha. Ngày 21 tháng 6, 47, Chúa nói, nếu con dâng cho cha các sự vui của con, các sự nghỉ ngơi của con, thì cha sẽ ít gửi khốn khó thử thách cho con, bởi vì chính là sự kết hợp với con mà cha tìm kiếm và thương con. Con chỉ chạy đến cha khi con phải khổ mà thôi, vì đó cha phải để con khổ, để kéo con chạy đến với cha, vậy con hãy chạy đến với cha trong mọi lúc. Ngày 15 tháng 3, 48, bà Bosis nói, đi dự lễ về trời lạnh, bà đi chân không, bà nhớ cầu cho người tội lỗi, bà nói, lạy Chúa, có lẽ Chúa sẽ cho hai người trở lại, vì hai chân lạnh cóng của con. Chúa trả lời, có hai sao, 2.000 người trở lại chứ. Và Chúa nhắc cho bà nhớ, Chúa đã cho 6.000 người trở lại, chỉ vì nhờ một lời cầu nguyện của Thánh Teresa Avila. Ngày 3 tháng 6, 48, chiều tối chim quyên nghỉ hát. Chúa nói, con chim đã hát xong còn con phải ca hát mãi mãi đời đời. Ngày 10 tháng 7, 48, trong giờ thánh, Chúa nói, mỗi ngày con hãy đọc ít câu trong tập nhật ký của con. Nhờ đó con sẽ được nghị lực và yêu mến. Cha có đòi hỏi con nhiều quá đâu. Đọc một lần sớm mai và hai lần trong ngày. Để cha con mình chung sống, con hiểu chưa? Để tìm gặp cha trong những hàng chữ nhật ký con.
ngày 1 tháng 7, 48, tại Nantes, trong giờ thánh, Chúa nói, con hãy yêu mến cha, con thấy không? Cha xin sự đó với nhiều người, với mọi người. Ít người dừng lại để nghe cha. Có ít người nghe cha mà không muốn hiểu cha. Con biết ai là kẻ thù cha không? Chính là tiền bạc. Vì người ta chỉ nghĩ đến tiền bạc, và tiền bạc làm cho lòng họ chai đá, mà không thỏa mãn được. Chỉ có cha, con hiểu chứ, chỉ có cha ban cho sự vui mừng. Người ta tưởng cha bắt họ phải khổ và hy sinh, nhưng chính những hy sinh đó làm cho người ta được nhẹ nhàng. Thưa quý thính giả, giờ cô bé xin gửi đến quý vị tác phẩm Lui et moi, tức là Chúa với tôi, là những mặc khải mà Chúa Giêsu ban cho bà Gabriela Bosis, sinh năm 1874 và mất năm 1950. Đây là CD thứ 6, chương 9, việc tầm thường đưa đến ý nghĩa siêu nhiên, và qua phần trình bày của Kim Anh. Tìm kính mời quý vị theo dõi. Chương 9. Việc tầm thường đưa đến ý nghĩa siêu nhiên. Ngày 23 tháng 5 năm 43, chịu lễ xong, nghe Chúa nói, con biết không, đâu có mấy khi mà con có dịp nhảy xuống sông để cứu người ta. Con chỉ có những dịp nhỏ nhỏ thường mà con giúp đỡ anh em vì lòng yêu mến cha. Một cử chỉ đơn sơ, một cách tỏ ra yêu thương, lại với một điều duyên dáng, như sự cha luôn luôn nhìn ngó trong con, đó là ý chí của con. Ý chí, con hiểu không? Như con làm không xuôi thì cha cũng dễ dàng tha thứ. Ngày 26 tháng 8 năm 43, nghe Chúa nói, tất cả cái gì con có là của cha cho con. Vậy chớ, cha không có thể mà cho con bằng hai sao? Có phải bây giờ cha không còn giàu có như hồi trước nữa sao? Hay là cha không còn thương như hồi trước nữa sao? Cha có thể làm cho con nên thánh trong giây lát, nhưng mà cha thích để con lần lần nhịn nhục cố gắng. Như vậy con mới khiêm nhường. Con phải làm sao cho được khiêm nhường vì yêu mến? Cái khiêm nhường để nó đưa con lên cao. Cái tật áy náy sờn lòng không bao giờ làm cho một linh hồn được nâng cao. Con hãy bước tới, hãy tiến tới. Cha đã đi trên con đường núi Cavario, khổ nhọc bao nhiêu cha cũng vẫn đi đến. Cha đã đi tới nơi, con hãy coi cha đây, rồi con sẽ được can đảm thêm. Và con hãy cho cha được cái danh dự là kêu cha đến tiếp với con. Ngày 16 tháng 8 năm 43, nghe Chúa nói, con cứ thường hãy nói với cha rằng, lạy Chúa là đấng sanh dựng nên con. Chúa định về con thế nào, thì xin Chúa cứ làm cho xong. Con chỉ mong ước một điều mà thôi, là cho nước của Chúa chỉ đến ở trong con cũng như ở trên trời. Nghe con nói như vậy, thì cha sẽ chụp lấy con còn máu mắn hơn là con chim chụp mồi. Con biết không? Cũng như thể là một ngọn lửa táp cháy vậy, con hãy để cho cha vừa chạy vừa giật lấy con đừng tránh né, con phải nhào vào trong tay cha, rồi thì con cũng như mất thăng bằng, không còn tự điều khiển lấy con nữa. Cha ưa con như đuôi mù để cho cha dẫn dắt con. Hai vai của cha chưa có nặng bao nhiêu, nó còn có thể vác nhiều hơn nữa. Con hãy chọn lấy một chỗ đi. Cha là đấng chăn chiên lành. Con hãy kể tên mấy linh hồn con muốn dắt tới cho cha. Vì con, cha sẽ kêu gọi mấy linh hồn đó mãi. Con đừng sợ dẫn tới cho cha nhiều quá.
cha trông đợi con dẫn tới nhiều hơn nữa. Còn con hãy mở lòng con ra cho rộng đi. Cha vô đó rồi, cha ở đó, cha sẽ không đi đâu nữa. Miễn là con đừng có nhàm chán người bạn đã chịu chết để cứu chuộc con. Nếu con có đuổi cha đi, thì cha vẫn cứ ở lại, ở ngoài cửa, trái tim con. Ngày 19 tháng 4 năm 44, nghe Chúa nói, ơn cha ban cho con bữa nay là cha hiện diện trước mặt con. Từ này về sau, con hãy sống trong ý cứ nhớ luôn người bạn tha thiết nhất của con có ở đây. Như vậy, ảnh hưởng của con mạnh thêm gấp 10. Một linh hồn cháy mùi với một linh hồn khác, cũng như thể một cây đèn sáp này đốt mồi với cây đèn sáp kia. Ngày 25 tháng 4 năm 44, ở trong nhà thờ nghe Chúa nói, hỡi con, vậy chớ cuộc sống đời sau không có thể khởi sự được bây giờ bằng những cách tôn sùng khen ngợi để chuẩn bị sao? Ôi, phải chi có được luôn như vậy, từ ngày con sinh ra dưới đất cho tới ngày con sinh ra trên trời, làm như là một dây xích nối liền không đứt đoạn. Con hãy chuẩn bị cuộc sống ở trên trời đi, cũng như thể người ta chuẩn bị một cuộc lễ. À, con biết dây thảo long chứ? Đó là những việc lành con làm hàng ngày, mà lòng yêu mến như dầu thơm rải lên, rồi giờ khắc khâu nối lại. Con cũng biết chưng dọn đèn đuốc chớ. Đèn đuốc ở đây là những cử chỉ tha thiết yêu mến của con đối với cha. Cha muốn thấy con, dầu với một ý nghĩ ích kỷ mà thôi, thì con cũng chống trả với nó rồi. Tính ích kỷ, đó là tự tôn mình làm chúa tể. Như cha đây là Thiên Chúa, nhưng cha chỉ nghĩ đến Chúa Cha và chúng con, chứ không khi nào cha nghĩ đến cha. Con biết không, quên mình vì yêu kẻ khác, vì yêu cả thế giới này, cái đó không đáng công yêu sao? Nhờ vậy mà con được đồng công cứu chuộc, khi con kết hiệp với cha là bạn của con. Ngày 1 tháng 9 năm 44, lạy Chúa, đã lâu rồi người ta đánh giết lẫn nhau, vậy rồi sẽ không có thời gian nào họ trở lại yêu thương nhau sao? Chúa nói, chừng đó là nước của Chúa sẽ thống trị, con hãy xin nữa đi, nước cha chỉ đến. Ngày giờ nước cha chỉ đến có thể sớm hơn được, nếu các con cái của Chúa biết phan lơn nguyện xin như vậy. Cũng như nhờ lời Đức Trinh Nữ Đồng Trinh thành Nazareth thở than, mong mỏi mà làm cho ngày giờ của Chúa Kitô Giáng sinh được đến sớm hơn. Ôi, con hãy cầu nguyện, con hãy làm việc đi, con hãy làm tất cả mọi việc để cho nước tốt lành của Chúa được trị đến. Cha đã để câu kinh đó trong kinh lạy cha, là cho được Chúa Cha nhậm lời. Con hãy can đảm lên vì cha giúp con. Con cứ mong mỏi ước trông. Mong mỏi ước trông, đó là cầu nguyện rồi. Đó cũng như là những mũi tên chớp nhoáng. Con hãy nhắm cho ngay trái tim, và làm sao bắn chúng cho thật mạnh. Ngày 2 tháng 11 năm 44, trong lúc tôi một mình quạnh quẽ, tôi nói, lạy Chúa mến yêu, nếu Chúa đi với con vào văn phòng làm việc, ở đó con với Chúa cùng nhau, toan liệu cho nước Chúa chỉ đến. Nghe Chúa trả lời, hỡi con gái cưng của cha, vừa khi con mong ước cho nước cha chỉ đến, thì con làm cho nước cha đã đến gần một phần nào rồi. Lòng mong ước đó như là một ánh sáng nhỏ trong đêm tăm tối. Thời buổi hiện nay, như là một cơn thúc giục cho Thánh Tâm Cha bày tỏ uy quyền. Con hãy tưởng tượng một người bần khổ. Nó túng cực cho đến nỗi, nó không còn sức mà tìm lấy giống gì để làm cho nó đỡ cơn khát nước đến cực điểm. Thoạt lúc ấy, có mấy giọt nước rớt trên môi nó. Nó không tưởng rằng nó được đỡ khát. Như vậy, nó lấy làm quý trọng lắm sao? Cũng thế, một kẻ mong ước bởi lòng yêu mến đã tạo cơ hội cho lòng lân bẫn cha để nhậm lời. Mà con biết,
lúc nào cha cũng ban cho nhiều hơn ý người ta xin với cha. Cũng như thế, một người giàu có muốn cho người ta ghi nhớ tư cách quảng đại rộng rãi của mình. Họ dùng phương thế đó để cho người ta nghĩ đến họ. Nào có ai tìm cách làm cho người ta nghĩ đến mình cho bằng cha? Thường, con nghe bạn hữu người ta nói với nhau, tôi đâu có quên chị, hay là tôi nhớ chị lắm. Nhưng đó chỉ là bạn hữu dưới đất này thôi. Có lẽ nào, người bạn hữu cao quý của con, người là tất cả mọi sự của con, là đầu cội rễ và là sau cùng hết của con. Có lẽ nào, người không chấp nhận những câu nói ngọt ngào kia, chứng minh lòng chúng con nhiệt thành nghĩ đến người sao? Con thấy không, cha vẫn còn là một người ăn mày đó. Bà Bossis nói, lạy Chúa, như còn con đây, kết hợp với Chúa mà viết ra những lời van xin đáng phượng thờ này, thì sao trong phúc âm có kể lại Chúa đã viết trên cát? Nghe Chúa trả lời, còn bây giờ cha nhờ con mà viết, không phải ở trên cát, mà trong tận đáy lòng các linh hồn. Cha vui mừng con cố gắng mà viết. Ngày 23 tháng 11 năm 44, giờ thánh bà Bossis nói, lạy cha dấu yêu, con chỉ muốn làm theo thánh ý cha, con muốn làm tất cả mọi sự vì thánh ý cha, nhưng thường hơn là con làm theo ý con và con sống vì con. Nghe Chúa trả lời, đâu có ai một sớm một chiều mà quên bỏ được bản thân mình cho dứt. Con nhìn lên cha một cái, cũng đủ sửa lại ý con được thanh sạch. Con biết không, một cái nhìn tươi cười. Vậy thì con đừng quên nhìn lên cha ngày này qua ngày nọ của con, đêm này qua đêm nọ của con. Con đừng có nhàm chán nhìn cha. Có lẽ nào mà con nhàm chán một người bạn tha thiết như vậy được. Khi nào con bị cám dỗ nghịch nhân đức tin, con hãy nói với người một vài lời tha thiết, thì cơn cám dỗ sẽ qua đi. Con biết chứ, không có phương pháp nào mà đem con giang xa ra cha được. Sức con yếu đuối mỏng manh quá. Còn bao giờ con lại sát vào người bạn cao cả của con, khi con thường năng cầm lòng cầm trí cách dịu dàng. Như thế, con sẽ chắc nhờ được ơn cha giúp đỡ hiệu quả mau chóng hơn. Ôi, tại sao con nghi nan? Có thể nào mà con nghi nan được? Cha cũng như là một giáo viên núp ở đằng sau một cái màn che khuất, để ẩn giấu lòng thương rớt mực của cha đối với học trò. Cha cũng như thể là một người chạy chơi mà hay chạy tránh né, để cho mấy người bạn khác thấy tức mình mà chạy theo, rượt theo mãi. Vậy chứ, cha không tìm để thêm công nghiệp cho chúng con sao? Ôi, các con nhỏ dấu yêu cha thương mến. Chúng con đừng sợ gì hết. Cái con phải sợ là sợ con không hiểu mà sợ cha. Và rồi một cách đơn sơ tự nhiên, con hãy ở trong thánh tâm cha. Ngày 29 tháng 11 năm 44, khi nào con nói chuyện với người khác, con hãy nghĩ là con nói với cha. Như vậy, con bỏ quên mình con, và con có thể nói làm được cho người ta động lòng hơn. Cũng như thể dầu thơm bay mùi thơm ra, mà tự nó không biết thơm. Ngày 7 tháng 12 năm 44, con đừng có sợ bước vào, cửa mở ra rồi, con hãy nói với cha một câu vắn tắt tha thiết, cử chỉ đơn sơ. Con nhìn cha, con mỉm cười với cha, rồi con ra đi làm công việc của con. Biết rằng con đi đâu con cũng đem cha theo luôn, con sẵn sàng gặp đâu có sự chịu khó hy sinh, thì dâng lên cha. Mà rồi cha lấy đó làm hãnh diện, cũng như được con dâng cho cha một món quà đắt giá vậy. Con phải năng tưởng về nước thiên đàng hơn, các thứ mỹ thuật làm cho con hâm mộ dưới đất này. Nó có ra cái gì sánh với cõi trời đời sau,
thật là cha trông đợi hết thảy chúng con đó. Cha đã sửa soạn cuộc lễ hẳn hoi, đã có chỗ dọn sẵn chờ đợi con. Con phải hiểu cha nóng lòng muốn tiếp rước những người đến dự tiệc, muốn được thấy họ sững sờ, thấy họ vui sướng. Chính cha là Chúa Kitô, cha đã mua chuộc tất cả những sự ấy. Cha đã mua chuộc với một giá rất đắt để các viên phúc này cho chúng con. Nhưng vậy cho cha, cha đã kể cũng như là chúng con đem dâng cái viên phúc đó cho cha. Tại vì, hễ chúng con vui là cha vui. Ôi các con bé nhỏ tội nghiệp của cha! Ngày 21 tháng 12 năm 44, đang đi xe lửa mà trong ý tôi nghĩ, biết là mấy lần tôi đã viết ra lời của Chúa, không biết như vậy đã đủ rồi chưa? Hay là tôi còn phải cứ viết nữa? Chúa trả lời, hay là con đã mệt ngán cha rồi? Hay là con bắt ép cha không còn thể nào nói được với con nữa? Hay là con không hiểu cho cha? Luôn luôn bày tỏ thở than trong lòng chúng con, đó là sự an ủi cho cha sao? Cha nói, luôn luôn, tại vì thật sự, cha rất cần thiết phải hiện diện trong tâm trí của con, cha ở trong chúng con. Đó là một nỗi sung sướng của cha, hỡi con gái của cha. Con đừng sợ làm phiền cha, cũng đừng sợ làm phiền ai khác. Thật ra qua con, nhờ con, mà cha ngỏ lời với linh hồn này, linh hồn nọ, để vỗ về nó, hay để thúc giục nó lại gần cha, thỏ thẻ với cha. Cha ưa cho người ta thỏ thẻ thân mật với cha lắm. Dù cho có những linh hồn tội nghiệp, ít oi không biết nói gì với cha, thì chúng cũng đừng sợ mà tới nói với cha rằng, lạy Chúa, đây là lần đầu hết con không biết phải nói cái gì. Giờ cho có những linh hồn không biết gọi cha bằng gì, thì chúng cứ nói cho cha nghe. Lòng họ tha thiết thương cha, mà không cần gọi cha bằng cái tên nào hết. Cha có ở đây. Hỡi các linh hồn bé nhỏ dấu yêu, cha đang nghe chúng con. Tại sao con ngập ngừng chờ đợi? Có cái gì nói đại ra hết đi. Ôi, tội nghiệp cho những con chiên mà chủ chan đã đi kiếm ở xa quá, cho đến nỗi chủ chan đã để cho máu mình chảy ra đến giọt cuối cùng. Rồi khi cuộc sống đời này đã xong cho chủ chan dưới đất, thì chủ chan còn tìm ra phương thế để ở lại gần các con chiên cho đến rút cùng đời. Con hãy cầu nguyện cho những con chiên hay sợ hãi. Không biết tại sao mà chúng sợ hãi được. Vì làm sao mà đi sợ một chủ chăn hiền lành giường ấy, cho tới mấy con chiên nhỏ xíu cũng leo lên nằm nghỉ ở trên đầu gối của người, mà đó là cái vui sướng cho chủ chăn. Ôi tội nghiệp! Tội nghiệp cho chủ chăn trong thời buổi hiện nay. Người nhìn thấy những hỗn loạn, những thù hằn, nhìn thấy quân cướp rượt bắt các con chiên. Đã từ biết bao lâu, đã có cơn hỗn chiến giữa Satan và con người. Nhưng mà, con ao ước cho nước cha chỉ đến. Con hãy cầu nguyện đi, vì cha, con hãy dâng lên cho Chúa Cha bó hoa đơm đặc bằng các sự hy sinh nhỏ mọn, mà lòng cha chứa vui mừng, bó hoa đủ màu sắc mến yêu, và các lần hy sinh ngấm ngầm, các lần hy sinh dữ dội, các lần hy sinh những sự ngọt ngào vừa ý, các lần hy sinh đáng yêu, vì lòng kính mến rất khiêm nhường. Con hiểu không? Rất khiêm nhường. Khi nào con dâng hiến, thì con cứ giữ lòng biết ơn cha ban cho con, được dịp làm ơn bố thí cho Chúa Giêsu Kitô. Các lần hy sinh tính kiêu căng, con hãy kể con là người rốt hèn hơn hết mọi người. Trong khi đó, con kết hiệp với tâm ý mẹ của cha. Con chịu vậy không? Cha nhận bó hoa tốt đẹp mà cha hẳn diện đặt trên trái tim cha, bó hoa của con gái cưng của cha. Ngày 18 tháng 1 năm 45, trong giờ thánh, bà Bossis nói, tất cả các manh mối thời giờ của con là của Chúa.
cho đến những khoảng cuối cùng trong đời sống của con, cho giờ con không còn sức mà dâng lên cho Chúa. Nghe Chúa trả lời, cha biết cái gì là của cha ở trong các tâm hồn. Con có để ý không? Mấy người mà không có cái gì bao nhiêu, thì họ biết rõ những gì họ có. Còn như cha, mà có nhìn ngó tới cái số những người đang sống bây giờ, thì cha nhận ra có một số nhỏ là của cha. Tại đó cho nên, cha cần có những người kính cẩn thiết tha an ủi cha. Cha cần có những người tự bảo lấy mình, tất cả mình tôi là của Chúa. Mà rồi mấy người đó lại ra sức sống thiệt như vậy, vì giả như nói suông mà thôi. Chắc rồi, mấy câu vắn tắt thiết tha của con làm cho cha vui tai vì con nói tận tình. Con đừng sợ nói đi nói lại với cha. Mấy câu đó có duyên lắm, nó thổ lộ tâm tư của con. Nhưng một việc làm cho một nhân đức nào mới là bằng chứng thật? Thường thường, lời nói với việc làm dọn đường lẫn cho nhau. Tại đó, cha xin con hằng ngày nhiều lần tìm nơi thanh vắng để tâm sự với nhau. Chừng nào mà con đã nói hết ra rồi, thì con thinh lặng, nhưng luôn luôn ở trong tâm tình cha. Và rồi, con sẽ cảm thấy sức mạnh của thinh lặng mà con đã biết. Tuần này, con cố gắng thinh lặng. Chắc rồi, cho đến lúc con đi ngoài đường cũng vậy, vì cha không có ở khắp mọi nơi sao? Ôi, băn khoăn! Việc tìm Thiên Chúa là đấng lòng mình yêu mến. Người ở đâu? Người thấy tôi. Tôi vừa được khăng khít với người. Tức thì người đã thoát đi mà tôi không biết người đã thoát đi đâu. Không biết có ai tìm ra được người cho tôi không? Và những tiếng than thở về trong của con làm cho cha sống ở trong linh hồn con, làm cho cha cảm xúc, làm cho cha trở lại với con. Vậy chứ cha không phải là cái người nóng lòng hơn ai hết sao? Trên trời, con sẽ được cha mà hỏi cần gọi mời cha. Còn bây giờ, con phải có được cái duyên lành này, là mong ước cha để làm cho cha thấy đức tin của con. Mỗi buổi sáng, con hay gọi mời cha đi. Cái tiếng của con cha biết lắm. Con đừng để cho cha không được nghe tiếng gọi của con. Ngày 24 tháng 5 năm 45, con hay ráng chịu đựng những mũi gai thường ngày vì lòng con thương mến cha. Cái đó sửa soạn cho linh hồn con được nhân đức anh hùng. Con biết kết hợp với Chúa không phải là cái gì khác lạ hơn là theo ý Chúa. Con biết mỗi người đều có gặp một lúc nào đó buộc nó phải có nhân đức cực độ. Nếu đó đã vì lòng yêu mến mà lãnh chịu những cơn cực nhọc hàng ngày, thì nó mới được ơn giúp cho đặng giữ nhân đức cực độ đó. Con thấy đó, những công việc nhỏ nhặt thường thường, nó có một giá trị trọng lớn khi linh hồn chăm lo những công việc đó với lòng yêu mến vâng lời. Vậy chớ, cha không có nói với con trước mặt cha, không có cái gì nhỏ hết sao? Cha cũng có nói với con, tất cả là ở cái cách yêu mến mà làm công việc đó. Ngày 2 tháng 7 năm 45, bà Bosis nói, lạy Chúa, chớ gì mỗi lần con đi thăm viếng người ta, con đem lại cho người ta sự vui mừng bình an, mà rồi con có trong sạch đủ để làm được như vậy hay không? Nghe Chúa trả lời, đâu có ai mà trong sạch, chỉ có những người tội lỗi hay những người đã được sạch khỏi tội. Khốn cho những ai tự đắc rằng mình không xa trước cám dỗ. Ngày 13 tháng 9 năm 45, chiều lễ xong, nghe tiếng nói, con ghi nhớ, con phải đem tới cho người ta sự vui mừng và tất cả những gì là vui mừng. Vậy chứ con không nhận thấy cái đó là sứ mạng của con sao? Tại đó, con phải tạo cho có dịp để làm vui cho kẻ khác. Con hãy làm thần sứ vui mừng đi. Ngày 18 tháng 10 năm 45, con hãy đặt mình con ngay trước mặt của cha đi.
Như vậy rồi, con tháo hết linh hồn của con ra, con trải nó ra cũng như trải mở một khúc vải. Trong khi ấy, con nhớ lại các tội lỗi con. Các tội lỗi hôm qua, hôm nay, con chỉ các tội lỗi đó cho cha mà không cần nói gì. Như vậy đó là lời cầu nguyện rồi. Nhìn thấy sự khốn hèn của con phơi bày, con cứ nhìn lòng khiêm nhượng. Như vậy là một lời cầu nguyện rất thiết tha. Tiếng của người lành kêu lên ban ngày cũng như ban đêm. Mà tiếng gì đó chẳng qua là tiếng lòng khiêm nhường. Con thấy chưa? Cho tới những chuyện lỗi lầm của con cũng làm được cho con gần gũi với cha. Con hãy dùng nó để lấy đó mà yêu thương đền bồi, mà yêu thương thống hối. Tất cả đều đưa đến yêu thương. Mà rồi con sẽ gặp cha. Phần cha không phải là cha đã nhận lãnh đi hơn nửa con đường rồi sao? Ngày 8 tháng 11 năm 45. Không biết con có coi cái chết như một cuộc lễ mà con đã cố ý lo sửa soạn rồi hay không? Con có nhớ lại coi mấy lần con tiếp khách ở dưới đất này, con lo dọn dẹp kỹ lưỡng làm sao? Rồi cuộc hiệp ở trên trời, nó không đáng cho con lo hết sức tỉ mỉ hơn sao? Con hãy lo gấp đi, con yêu dấu. Ngày 19 tháng 9 năm 46. Vậy chứ con không muốn cho cha được vui mừng nơi con sao? Nói thật, cho con tin cha vô cùng vui sướng. Nhưng vậy con hãy nghĩ tới cái vui tạm qua con có thể dâng lên được cho cha. Cái vui mà cha không có được trong biết bao nhiêu linh hồn. Cho con đây là dịp để an ủi cha. Một người có đông con mà cưng tùy theo tánh ý của nó, người đó thấy trước mỗi chi tiết nhỏ mọn để kiếm cách làm cho mấy đứa con vui. Nhiều đứa con thấy cha nói thương chúng như vậy, chúng nhàm chán, chúng sức sực bỏ cha mà đi. Mấy đứa khác noi theo gương xấu đó lại ra đi nữa một cách êm ái hơn. Song cũng có ít đứa vì ham được tự do, chúng bỏ đi lòng đầy kiêu hãnh. Người đó ở lại một mình với đứa con gái út. Đứa con gái đó tỏ ra một tấm lòng thật là nhiệt thành trung tín, một ý chí cố quyết đền bồi những nỗi thương tâm của người cha vì các con hoang đàng. Có mặt đứa con gái nhỏ đó, nghe tiếng nói trong trẻo của nó, thấy cách điệu của nó tìm mọi phương thế để làm vui cho cha, thì người cha kia quên hết các lỗi lầm, sỉ hổ, quên được nỗi đau khổ của mình. Con có muốn làm đứa con cái nhỏ đó trước mặt cha hay không? Con muốn dâng cho cha cái việc làm của con không? Bà Bosis trả lời. Lạy Chúa, con nhỏ bé quá. Chúa nói, con hãy hiệp với cha đi. Cha sẽ làm cho con lớn được. Ngày 24 tháng 10 năm 46, tôi vừa bước ra ngoài sân nắng, vừa nói xin Chúa đi với con. Chúa trả lời, con hãy nói cái đó với cha cho thường. Rồi trong cuộc hành trình lớn lao, giờ chết của con, cha cũng sẽ đi cùng với con. Hồi ấy, trong ý nghĩ, trong lúc sau cùng hết, tôi cũng cần phải có mẹ Maria nữa chứ. Có lẽ nào mẹ Maria không có ở gần những người hồi sống hàng ngày suốt đời đã lần chuối môi khôi? Mỗi ngày lần chuối môi khôi, thì con nói với mẹ Maria cả 150 lần. Xin người cầu nguyện cho con trong giờ chết. Giờ thánh, bà Bosis nói, lạy Chúa, không biết hồi trước con có thương mến Chúa như được Chúa muốn cho con thương mến Chúa bây giờ hay không? Chúa trả lời, con đã kính mến cha nhất thiết là khi con không làm theo ý con, cũng như sớm mai này, người ta đã cậy con đi dạy sách phần ngoài họ. Theo lẽ chắc con muốn ở lại trong phòng với cha hơn. Nhưng mà, khi con phụng sự kẻ khác, đó là con phụng sự cho cha. Cha ưa con vâng lời một cách dịu dàng. Con đừng khi nào ngần ngại. Con hãy tiến tới. Con hãy tin chắc con làm như vậy con mới chứng minh rằng cha được biết tình yêu của con. Không phải bằng lời nói suông mà thôi. Như thể là tình yêu thật sự. Mà cha lấy làm ngọt ngào lắm. Các thánh đã chủ tâm làm nghịch với ý riêng của họ vì lòng kính mến cha. Cho họ làm như vậy là đưa một bằng chứng. Con hãy thử làm vậy đi,
hễ cái gì con cũng làm cho cha, thì cái gì cũng tốt đẹp cho con. Ngày 21 tháng 11 năm 46, mỗi một linh hồn có một cách yêu mến riêng của mình. Con đừng để cho cha không được cái cách yêu mến của con. Cha lấy làm thích mấy cái điều riêng biệt của con. Từ tạo thiên lập địa, không có cách yêu mến nào giống với cách yêu mến nào. Như thế, mới thành một âm điệu làm cho cha sung sướng. Cha không có quyền được như vậy hay sao? Nhưng cha không đòi hỏi gì hết. Cha đang chờ đợi, mà khi nào chúng con làm cho cha được thỏa dạ, thì thật là cha vui mừng lắm. Vậy thì con đừng có sợ đem dâng cho cha, hãy tập làm cho quen đem dâng cho cha đi, một cách rất đơn sơ, như thể một đứa con nít nhỏ. Con hay ở nhỏ nhoi, con hay ở gần bên người bạn cao trọng của con hay đi sâu vào cha cho đến nỗi con quên, không nhớ tới con nữa. Con hãy lo quyền lợi của cha, cho đến nỗi con có nghĩ tới quyền lợi của con là khi nó liên quan với danh vọng của cha mà thôi. Ngày 12 tháng 12 năm 46, con hãy nghĩ đến những tư tưởng của cha. Như thế, con sẽ nói ra được những câu nói của cha. Được như thế, con sẽ giúp ích cho linh hồn người ta biết bao nhiêu. Hỡi con sẽ có một quyền lực biết ngần nào. Con hãy làm thử đi. Ngày 19 tháng 11 năm 46, cha đang trông đợi con muốn dâng cho cha cái gì. Cũng như một người ăn xin, con hãy kiếm xem bữa nay, giây phút nào con đã làm cho cha vui lòng trong lúc tôi thờ phượng Chúa và ước ao cho có nhiều người yêu mến Chúa. Nghe Chúa nói, không khi nào con ước cho cha được người ta yêu mến đủ để làm cho cha đỡ cơn khát. Phải. Con hãy lôi kéo lòng người ta yêu mến cha bằng cách con ăn ở dễ thương với hết mọi người, cho dầu đối với các người có tội cũng vậy. Con hãy lấy lòng họ, cốt ý để dâng họ lên cho cha. Con hãy lo làm công việc của cha. Hỡi con là kẻ cộng tác với cha. Hỡi con, chớ có khi nào con để cho việc con kết hợp với cha bị giảm bớt. Ngày 16 tháng 1 năm 47, trong ý tôi đang nghĩ về việc nhà buôn giảm giá 5%, rồi tôi tự hỏi, không biết việc nên thánh cũng có thể làm cho ra dễ dàng hơn hay không? Nghe Chúa trả lời, việc nên thánh không phải là một phép cộng, chỉ một lần yêu mến vui trong giờ chết, mà thật tình phó thác, bà triệt để tin cậy, cũng làm cho trở nên một đấng thánh. Việc nên thánh làm cho cha được vinh quang biết bao. Cha cũng như Samson, cha không còn sức lực gì để làm quan thẩm phán. Bao giờ có một linh hồn tỏ tình trung tín, yêu mến cha. Việc yêu mến trong giờ chết nói trên, thật ra không phải là một việc yêu mến lớn lao gì, nhưng đó là một việc yêu mến lớn lao nhất mà linh hồn đó có thể dâng lên được cho cha. Trước ấy, linh hồn kia làm cho cha cảm xúc tận đáy lòng, và cha sẵn sàng nuông chiều theo ý nó, mà cha coi như là ý của cha. Ngày 18 tháng 2 năm 47, giờ thánh, cha hiện diện với con, còn hơn chính con hiện diện với con. Song có những lúc, cha có ở trong con nhiều cho đến nỗi, con hay biết được, vì con thấy lòng con phát lên yêu mến, mà rồi con tự bảo, Chúa đó, cha mừng quá được con nhìn nhận cha. Cái làm cho đau khổ là ở gần chúng con như một người xa lạ, xa như một người chúng con không thèm đếm xỉa, không được người ta kể là gì. Ôi, con phải biết thái độ của cha là bị buộc tùy theo cách của con rước cha. Cha thì luôn luôn muốn ở với mọi linh hồn như một kẻ phung phí tình yêu. Mà rồi cha mới biết làm sao con cứ đóng chặt cửa lòng của con đối với cha. Cha có ý nói, con nhìn cha như thể một người thù, con nhìn cha một cách nghi ngờ, tất lòng vui vẻ phó thác mọi sự cho cha. Của lễ đẹp nhất của con là con vui mừng làm tôi cha. Dù khi con nghĩ đến giờ chết, con cũng không nên buồn,
bởi vì cha cũng đã đi một con đường đó rồi. Mẹ cha cũng đã chịu đi một con đường đó. Thật ra giờ chết là một việc đền bồi cả thể, vì cả một đời sống lâu dài của con đã vì ích kỷ mà vô tư, vô lự. Ngày 16 tháng 2 năm 47, cha gắn bó nài xin con hãy luôn luôn sống trong tình yêu của cha. Thật cha không ép con, cha không ép ai giàu mà cho người đó chịu lãnh ơn cha. Chúng con tự do mọi đàng, biết bao nhiêu lần tính tự do của con đã đóng đinh cha. Những khi như vậy, cha ngồi đợi, cha đợi đời này qua đời nọ. Vậy chớ con không tin, cha đã đợi con lâu lắm rồi sao? Không có linh hồn nào giống với linh hồn nào, không có linh hồn nào mà dâng lên được cho cha cái mà cha trông đợi con dâng cho cha. Ngày 26 tháng 2 năm 47, đang khi tôi nói chuyện thăm viếng người ta, nghe nói, con đừng nói ra cái gì con phải giữ kín, mà con cũng đừng giữ kín cái gì con cần phải nói ra. Ngày 6 tháng 3 năm 47, mỗi một linh hồn được cha yêu thương một cách riêng biệt. Tại vậy mà cha thật là biết ơn những kẻ kiếm cách nọ thế kia để đem kẻ có tội trở lại cùng cha. Thì con nghĩ coi, cha đã liều mạng sống cha vì chúng nó, để chịu những khổ hình vô tận. Ôi, tội nghiệp cho những linh hồn dấu yêu lòng cha thương mến. Một chút lòng khiêm từ thống hối, thì chúng con lại được dựa vào trái tim cha. Con hãy nói dịu dàng với họ. Con hãy nói thiết tha êm ái với họ. Một cử chỉ bất nhã, sợ có khi còn làm cho họ giang ra xa nữa. Bà Bossis nói, lạy Chúa, ngày mai này con có dịp gặp một người tội lỗi. Chúa nói, cha sẽ ban cho con tư cách khôn khéo con cần phải có, cũng như luôn luôn cha sẽ ở trong con. Chừng đó, con sẽ nhìn lên cha, con sẽ kêu đến cha, con sẽ nói với cha, xin Chúa dùng con mà nói. Cha sẽ làm như một người anh nghe con nói. Ngày 20 tháng 3 năm 47, giờ thánh, hình như con lo âu tới ngày giờ con chết, phải sang qua cõi đời đời. Song đó là bằng chứng chắc chắn hơn hết, con có lòng yêu mến cha, cho nên con phải vui mừng đi. Ngay bây giờ, con phải dưng ngày giờ ấy để tỏ lòng con thật tình dứt bỏ mọi sự. Con phải nung trí con cho đến bậc anh hùng. Con hãy nói đi, cho dù tôi khỏi chết đi nữa, tôi cũng chọn phần chịu chết cho được kết hiệp với Chúa. Bởi vì chính Chúa đã chịu chết vì tôi, lại thương tôi, và như vậy con làm rạng danh cha tột bậc, theo sức một loài thụ sinh có thể làm được cho đấng tạo thành. Ôi, cái chết quý trọng của các đấng thánh, đã vang lừng qua các thế hệ trong nhà của Chúa Cha. Con đừng sợ hãi mất đi đời sống tạm qua, để được đời đời hội ngộ với đấng quý mến của con. Và lại, sẽ có cha với con trong ngày giờ đó. Ôi, đó là lúc tỏ lòng ra con tin tưởng, con trông cậy, lòng con kính mến. Con phải ôm ấp các tâm tình đó, lại với con phải giữ cách đơn sơ, luôn luôn vậy. Con ở với cha con, với bạn con ở trong gia đình Thiên Chúa. Con phải sống cuộc đời con phải nghĩ trong ý con phải thương trong lòng con như một gia đình. Đó là dấu con có lòng kính mến. Mỗi buổi sáng, hay mỗi khi con thức giấc ban đêm, mà con thân mật tha thiết kính chào cha, sự đó làm tim cha êm dịu ngọt ngào. Thưa quý thính giả, giờ cô bé xin gửi đến quý vị tác phẩm Lui et moi
tức là Chúa với tôi, là những mặc khải mà Chúa Giêsu ban cho bà Gabriela Bosis, sinh năm 1874 và mất năm 1950. Đây là chương 10, tâm sự còn gì cũng nói hết cho nhau. Qua giọng đọc của Minh Tâm, xin kính mời quý vị theo dõi. Minh Tâm xin gửi đến quý vị tác phẩm Chúa với tôi, chương 10, tâm sự còn gì cũng nói hết cho nhau. Ngày 15 tháng 12, 40, hãy phụng sự hãy làm tôi Chúa. Con phụng sự Chúa khi con cầu nguyện. Chúa cần nhờ lời cầu nguyện của con để Chúa ban ơn cho người ta. Con phụng sự Chúa khi con làm việc cả ngày vì Chúa. Con thờ vượng Chúa, con yêu mến Chúa. Chúa dùng tất cả các việc làm của con để phụng sự Chúa. Con hãy phụng sự Chúa luôn. Ngày 11 tháng Giêng 41, bà Bosis đi xem lễ sớm về dưới ánh trăng. Nghe Chúa nói, con thấy Chúa Cha nhìn giữ, che chở con nhờ ánh sáng yêu thương người. Trong những sự yếu hèn chúng con, còn con hãy với sự săn sóc như người mẹ. Con hãy lo lắng cho anh em con, để cảm ơn Chúa vì những sự người lo cho con. Ngày 17 tháng Giêng 41, bà Bosis nghĩ đến giờ chết. Bà cảm đội ơn Chúa đã ban cho đời sống bà, đầy dẫy ơn Chúa. Chúa nói, còn cha, chiều ngày cha sắp chết, cha đã không lập phép thánh thể, có nghĩa là phép tạ ơn sao? Như vậy chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Chúa. Ngày 18 tháng Giêng 41, trước mình Thánh Chúa, nghe Chúa nói, con hãy nói, lạy Chúa, xin làm cho con tin, xin làm cho con trông cậy, lạy Chúa, xin làm cho con yêu mến Chúa, và con hãy xem, cha đang thế con vì con hèn mọn quá. Vậy, con hãy đi đến anh em con nhiều hơn, đó là chính cha đi trong con hãy ngắm nhìn cha, nói qua miệng con, vì con tự mình không làm được gì hết. Con hãy năng nói với cha như vậy, và bao nhiêu lần cha sẽ đến làm thay thế con. Ngày 24 tháng Giêng 41, khi bà Bosis nói, lạy Chúa tôi, Chúa nói, con đừng nói Chúa tôi, mà phải nghĩ là Chúa của con. Ngày 2 tháng 3, 41, khi dự lễ linh mục bước lên bàn thờ, Chúa nói, cha đi ra khỏi vườn cây dầu để gặp Giuđa. Ôi, con hãy hôn cha, để xoa dịu sự độc ác mà tên phản bội đã hôn mặt cha. Ngày 8 tháng 3, 41, con hãy xem sự khác biệt của hai linh hồn. Một linh hồn chỉ lo cho mình và trong tất cả, chỉ tìm kiếm tư lợi cho mình. Còn linh hồn kia chỉ sống vì lo cho cha được vui sướng và vinh hiển. Chỉ để hết lòng hết trí để phụng sự cha. Linh hồn này luôn luôn vui vẻ nhẹ nhàng, tỏ lộ trên gương mặt, đang ghi linh hồn nọ sống cực nhọc, la lết với nhiều lo sợ và lo lắng buồn cực trong chuỗi ngày sống của nó. Và khi cả hai người này chết, con hãy coi số phận họ càng khác biệt hẳn nữa. Ngày 2 tháng 4, 41, không khi nào nên khinh chê người tội lỗi, chỉ phải khinh chê tội lỗi mà thôi. Ngày 29 tháng 5, 41, con biết thói quen mãnh liệt là thế nào. Như con đã quen thói đi lễ hàng ngày, quen trước lễ, quen ngủ cực khổ, và quen không thể bỏ thói quen lành này được. Bây giờ con hãy cười bề trong, trung kiên và thường xuyên với mọi biến cố, tươi cười, như thế sẽ làm cha vui lòng, và xích con lại gần cha hơn không ngừng, cũng như là cách mới để hỏi chuyện với cha vậy. Con hãy dùng thời giờ, hãy làm lợi nhờ thời giờ, con đừng để mất giây phút nào hết. Ngày 16 tháng 6, 41, ở San Florence, nghe tiếng nói, con coi người ta vui sướng thế nào khi họ xây cất được một ngôi nhà, nhưng họ lần lần, nếu họ dính bén mê thích ngôi nhà đó hết lòng, lòng vui thích tự nhiên ngôi nhà họ, ban cho con người để họ vui thích dính bén ngôi nhà trên trời dành cho họ.
ngày 7 tháng 7 41, kho tàng của con đó là giây phút hiện tại. Nếu con không dâng cho cha giây phút hiện tại của con, đó là con làm mất kho tàng của con. Ngày 4 tháng 8 41, bà Bossis sang tay đọc kinh, mỏi tay, bà để tay dựa vào ghế. Bà nghĩ làm như vậy chắc không ra gì. Nghe Chúa nói, chớ lời cầu nguyện của Môi-sen, không được nhậm lời khi Aaron chống đỡ tay Môi-sen sao. Ngày 14 tháng 8 41, sau rước lễ nghe tiếng nói, trong gia đình có những đứa con được nuôi chung với nhau, mà người cha nói dạy cách chung, nhưng có ít con được cha kêu riêng và dạy dỗ riêng biệt, để cho con biết hơn ý tưởng mình, hoặc để tỏ lòng thiết yếu trong thầm kín hơn. Ngày 19 tháng 8 41, trong nhà thờ vắng, Chúa nói, con coi cha chỉ có một mình con đây. Bà Bossis kiếm một chỗ gần trước nhà tạm. Chúa nói, mà nhất thiết là lòng con phải để gần lòng cha nghe. Và nếu con suy tưởng, cha đã ở đây một mình cả ngày, vì cha sợ mắc đi vắng, con hãy nghĩ đến sự cha vui thích, vì được con đến viếng thăm cha đây. Con hãy nói cho cha nghe, con có bằng lòng ngày qua của con không? Bà Bossis đã làm Chúa buồn, ngoài ý muốn, và bà lo buồn. Nghe Chúa nói, con có nhớ không? Cha đã nói với con rằng, khi con không làm việc gì được, con hãy giao phó cho cha, với lòng tin cậy, và cha đã sắp đặt cho. Cha sẽ cho được dịp mà sửa chữa lại bằng một lời nói, một sự duyên dáng. Bà thưa, lạy Chúa, tin Chúa vui lòng nói chuyện luôn, dùm con. Thế con, Chúa trả lời, đây là một phương pháp. Khi con nói, con hãy nhìn ngó cha. Khi đó, con sẽ thấy lời nói con duyên dáng là thế nào. Ngày 24 tháng 8 41, vào nhà thờ bà Bossis nói, lạy Chúa yêu mến, chính con đến đây. Chúa trả lời, mà con đã ở đây rồi. Ngó lên, bà Bossis thấy bông bà dâng trên bàn thờ. Ngày 28 tháng 8 41, đi đàng thánh giá với chặng thứ năm. Bà Bossis nói, lạy Chúa, con có thể giúp đỡ Chúa như Simon chăng? Chúa trả lời, khi con giúp đỡ người ta là con giúp đỡ chính cha vậy. Con hãy trông cậy nơi cha luôn luôn, con đừng bao giờ tin cậy vào con. Ngày 14 tháng 9 41, bà Bossis sắp đi diễn tuồng ở xa. Bà nói, con xin dâng sự hy sinh cho những người tội lỗi. Xin Chúa nhận lãnh để ban ơn cho họ. Nghe Chúa nói, con hãy hiệp những đau khổ của con với những thương khó, cha luôn luôn để làm cho sự đau khổ con được quyền năng vô cùng. Con hãy tin sự gì con làm riêng một mình con, không có giá trị gì hết, nhưng con có thể bước đi với bước chân của cha. Ngày 8 tháng 10, 41, bà Bossis nhớ lại, người ta đã xét đoán thẳng nhặt đời thiếu niên của bà trong lúc bà phải khổ tâm nhiều. Nghe Chúa nói, con thấy không, có ba cách đoán xét. Một là người ta đoán xét chúng ta, và sự đoán xét họ là sai lạc, vì họ chỉ thấy bề ngoài mà thôi. Hai là người ta xét đoán mình, và cũng sai nữa, vì người ta biết bên trong mình, mà không lo gì những gương xấu tốt mình đã làm. Ba là chỉ có cha, một mình cha biết, rõ mỗi người như có lời. Chính con người sẽ xét xử thế gian. Ngày 10 tháng 12, 41, bà Bossis nói, vì Chúa xem thấy tôi, nên tôi phải chú tâm về mọi cử chỉ tôi. Nghe Chúa nói, cho Chúa chính là bên trong, chính ý chí mới là đáng kể. Ngày 20 tháng 10, 41, bà Bossis nhớ cầu nguyện cho 50 tội nhân sẽ bị xử bắn sáng mai. Nghe tiếng nói, con hãy dọn mình, con chết cũng như con ở trong số 50 tội nhân đó, và con sẽ giúp đỡ họ được. Ngày 22 tháng Giêng 42, giờ chịu lễ bà Bossis nói, xin Chúa làm cho con trở nên Chúa Kitô khác. Nghe tiếng nói, có một phương pháp, dù những thấp hèn,
tội lỗi của con là hãy nên đức bác ái trọn hảo, không chỉ bác ái với những người nghèo tiền bạc, nghèo hạnh phúc mà thôi, mà bác ái nhất thiết với người nghèo là cha đây, con hãy bác ái thiết tha. Ngày 1 tháng 6 năm 42, trong tháng trái tim, con hãy sống trong trái tim cha, và mỗi ngày con hãy nói ít nhiều về cha, dù chỉ nói đến tên cha trong một câu nói mà thôi. Trái tim cha sẽ biết ơn con và sẽ trọng thưởng con. Ngày 6 tháng 6 42, ở nhà thờ nghe Chúa nói, không cần để mình cha ra ngoài trong phép thánh thể, để cho con mới tin cha hiện diện. Con hãy yêu mến cha qua cửa nhà tạm chính là cha, là bạn tình của con, là Chúa cứu chuộc con, là bạn thiết của con. Cha đợi chờ con luôn, con đừng để chờ đợi lâu, vì khi cha chiếm được con trong lòng, con hãy hết lòng ao ước nên giống như cha mong đợi. Ôi, hỡi con nhỏ của cha, con đừng để cha thất vọng vì con. Ngày 23 tháng 7 42, cha ở đó trong nhà tạm, cha chờ đợi con. Khi con đã rước cha sớm mai, cha chờ đợi con trong ngày đến viếng cha. Để cảm ơn, cha chẳng đáng được con viếng thăm cảm ơn sao? Đã được rước rễ, con hãy nghĩ coi và không nói cảm ơn, làm như vậy không phải là vô tình sao? Cha đã hiến toàn thân cha cho các con nhỏ cha. Ai muốn thì nhận lấy, và ai rước lấy cha là nhận lấy cả thiên đàng, vì thiên đàng là chính cha đó. Con đừng khinh thường ơn huệ này, ước gì mỗi lần con rước cha sốt sắng như khi rước lễ lần đầu vậy. Phải lẽ, con không dùng sự thức giấc ban đêm như là một tiếng gọi yêu mến để rước cha sáng mai sao? Chớ gì trong lòng con giơ tay đón rước cha. Ngày 22 tháng 10 42, bà Bossis nghĩ đến những tình nghĩa chóng qua ở trần gian, nghe Chúa nói, còn cha vẫn còn mãi, con lìa bỏ cha không lìa bỏ con. Cha chờ đợi chúng con ở ngã ba đường, cũng như hai môn đệ đi thành Emmau. Lắm lần cha ở một mình, những người cha chờ đợi đã rẽ qua ngõ khác, mắt cha vẫn ngó nhìn theo họ, ước mong trong giờ chết họ giơ tay khiêm tốn rước lấy cha, và chúng sẽ vui mừng bằng yên biết bao. Chúng sẽ an nghỉ trên trái tim cha. Có lần đời sống xấu tội lỗi, chúng được bôi tẩy bằng giá máu của cha. Con hãy cầu nguyện cho họ trở lại, con sẽ làm cha vui sướng. Ngày 19 tháng Giêng 42, con hãy bố thí cha có vẻ đang ăn mày. Lòng yêu thương cha dùng mọi phương cách, con hãy bố thí cho người ăn xin. Cha đang chờ đợi con và là đấng con yêu mến. Sau này sẽ đến lúc vai tuồng, đổi ngược lại chính cha sẽ bố thí lại cho con. Con sẽ gặp lại những gì con đã cho trong các ơn của cha, sẽ là đổi trác giữa chúng ta. Ngày 30 tháng Giêng 43, sao con chỉ dưng cho cha những sự khốn khó của con mà thôi? Con không tin rằng sự vui mừng của con cũng làm vui lòng cha nữa sao? Nếu con thêm vào đó một lòng yêu mến như vậy, các việc vui nhỏ của con với lòng con yêu mến thật nhiều. Ngày 11 tháng 2 43, con hãy tập thói quen hành động trong tối tăm như những người mù tối. Con hãy tin cậy để tay cha dẫn dắt, con sẽ là một sự tỷ hộ cho lòng cha. Nếu con hoài nghi cha, ôi, hỡi con gái cưng của cha, nhỏ bé yếu ớt hãy nghĩ rằng, con sẽ ra sao nếu không có cha, bạn cao cả của con, người là tất cả, và con là không không. Tôi đang leo lên một cái thang cũ kỹ, tới mỗi một nấc, nghe Chúa nói, con hãy nói với cha đi. Hãy nói trong tất cả đời sống của con hiện giờ, là lúc con tin nhiều nhất, hiện giờ là lúc con trông cậy nhiều nhất, con yêu mến nhiều nhất. Cứ hàng giây, hàng phút, lớn thêm mãi, rồi hãy nói cái đó cho cha nghe. Trước bức ảnh thánh nhan Chúa Giêsu, nghe nói,
Con, bạn thân của cha, con có yêu cha không? Con có yêu cha không? Ngày 9 tháng 8, 39, con hãy xích lại gần cha nữa cơ. Cha có ý nói, con hãy cố làm cho xong bổn phận con là những giây phút thường. Con coi như không có, nhưng nó là của cha. Nếu con dâng nó cho cha, rồi cha sẽ làm cho nó thành một công cuộc đời đời cho con. Ngày 13 tháng 9, 39, qua mấy cuộc thăm viếng, làm tôi phải bị xúc động cả ngày. Nghe Chúa nói, con đừng trở quay lại thế gian. Nếu con đổi cách sống, trở lại theo người đời, thì con không còn nhớ tưởng cha nữa. Ngày 14 tháng 9, 39, trong lúc tôi sợ, không muốn sống thân mật với Chúa Cha trong buổi sáng, theo lời Chúa Giêsu đã dạy, tôi lúc trước nghe Chúa nói, cái gì Chúa con đã làm thì Chúa Cha đã muốn, ai là bạn thân của Chúa con thì cũng là bạn thân của Chúa Cha, ai yêu Chúa con thì cũng yêu Chúa Cha. Phải chi trí tưởng tượng của con, chỉ có những ý ngay lành tử tế, thì chắc chắn việc làm của con sẽ được hoàn hảo hơn. Ngày 10 tháng 10, 39, con đừng kéo lôi theo con dĩ vãng, bao giờ nó trì con lại, không để cho con tự nhiên đến với cha. Con hãy phó mình cho cha cách tự nhiên, có sao phó mình vậy, trong cánh tay cha, để ở đó mà nếm ngọt ngào. Có thể nào cha ban cho con cái gì khác hơn nữa? Ngày 19 tháng 10, 39, con hãy nghĩ đến Đấng Thánh con mừng lễ trong ngày, trên trời cũng mừng lễ Đấng Thánh đó, có những ơn riêng để ban trong ngày đó. Cho những ai biết xin, con hãy hiệp ý với cuộc lễ trên trời, đang lúc con phải chờ đợi. Ngày 28 tháng 10, 39, chiều lễ rồi, Chúa nói, nếu mỗi một lần cảm ơn sau khi chịu lễ, nếu con biết xin mẹ cha giúp con, thì cha được vui mừng lắm. Đứng trước một cảnh mặt trời mọc phản chiếu trên mặt nước, nghe tiếng nói, danh Thánh Chúa là lùng là giường nào. Con coi những phong cảnh của cha không phải tốt hơn cảnh trí này sao? Cha đã dựng nên cho con, ôi phải chi con biết con. Biết cảm ơn cha, biết tìm thấy tình yêu của cha. Phần con hãy lo đền trả cho cha. Ngày 19 tháng 11, 39, 5 giờ 30 phút, tôi đi đàng thánh giá. Tôi thưa với Chúa, con ráng, la thệt lớn, con thương Chúa. Đặng Chúa không còn nghe tiếng búa đóng đinh. Có tiếng trả lời, cha cần con được an ủi biết bao nhiêu. Cha bị lên án phải chết. Chết thế ấy, con có biết nó ra làm sao không? Bà Bossis nói, lạy Chúa, con muốn biết để được cảm xúc và dâng cảm xúc ấy cho Chúa. Nghe Chúa nói, vậy thì con hãy dâng bây giờ đi, hãy dâng ý con sẵn sàng chịu chết, để vâng theo lề luật Thiên Chúa, để làm cả sáng danh Chúa, để giảm bớt tội ác trên trần gian, để tung hô ca ngợi thánh giá của cha, bị xô đứng xuống, lỗ, thì dưới lâm bô. Bao nhiêu linh hồn chờ đợi, đấng cứu chuộc, đã được nghe tiếng dội ấy. Những linh hồn ấy đã nhảy mừng hớn hở và hy vọng. Bao giờ một linh hồn chịu để lòng mình yêu mến thánh giá, ngày càng thêm, thì linh hồn ấy, đặng sống vui mừng, mà thế gian không thể hiểu được. Vì thế gian chỉ có sung sướng, có vui mừng là của cha, và của những kẻ thuộc về cha, hỡi con bà thiết của cha. Ngày 3 tháng 12, 39, con coi kìa, cái cửa cốt sắt to lớn, cánh dày, coi bộ nặng dữ đa. Cũng giống vậy, cái sợ sệt, với cái yếu lòng tin, đó là cửa nặng nề đóng lại ở trước một linh hồn. Làm sao mà cha qua cái cửa đó để vào tới linh hồn kia được, hỡi chúng con, những bạn thiết của cha, chúng con hãy vững lòng tin cậy nơi trái tim cha tràn trề tình yêu chúng con. Chúc ấy, cha sẽ tiến tới với chúng con, mang theo những gì chúng con ước muốn, vì chúc ấy, chúng con hấp dẫn cha, làm cha không thể nào cầm mình lại được. Đang khi tôi may áo lễ,
Nghe Chúa nói, ngoài kia ở mặt trận, hay bên kia ở phi châu, cha vui khoái có những món đồ lễ của con gái nhỏ của cha đã may. Con biết mà, người cha đắc chí và vui khoái được đồ đứa con mình còn nhỏ cho. Không chừng đồ đó không tốt lành gì lắm, có lẽ nó tốt hơn nữa được. Những đứa nhỏ đã đem hết tâm giả mà làm có ý, làm vui lòng người cha đáng mến. Vậy thì, cái đó có phải là còn hơn cái gì? Làm cho thành tốt mà trong đó không có chút tâm giả gì, yêu mến gì? Ôi, lòng con dịu dàng yêu mến. Thiệt là cha hết sức tìm nó ở trong con, ở trong các việc con làm. Con thấy hồi xưa với bây giờ khác nhau bao nhiêu không? Con hãy cảm ơn cha cho hết sức con. Con thuộc về cha ngày càng nhiều hơn nữa. Ngày 26 tháng 12, 39, sau một buổi nhóm họp thanh niên, nghe Chúa nói, con hãy lấy hết can đảm tâm hồn con mà nhìn ngay vào ngày con sống hôm nay. Con hãy cân nhắc tình yêu con đã dâng cho cha mọi giờ khác trong ngày hôm nay. Con nên nhớ kỹ, con sẽ chịu phán xét coi con đã yêu mến cha thế nào. Ngày 17 tháng 12, 40, con không dè có cha một cách như nhau luôn, nhưng con biết mờ ám không ngăn trở được con tiến bước. Con hãy hạ mình xuống, rồi cứ một bước tiến bước. Con hãy tiến bước đi. Con không thấy cha, con không dè có cha, nhưng cha có đây. Toàn tất cả yêu đương, giơ hai tay ra rước con. Dưới đất này, không có gì làm cho cha lo ra, quên nghĩ đến con. Những quan niệm, những ý tưởng của loài người rất ngắn ngủi, nông cạn, nên họ tưởng cha cũng như họ vậy. Cha là đấng tự hữu luôn luôn có vậy, không là thay đổi. Cha là đấng hiện hữu, cha là đấng soi thấu hiểu biết hay vạn sự. Cha là đấng gồm chứa vạn sự. Cha là giây phút hiện tại, cũng như cha là miên trường vĩnh cửu. Cha là kho tàng tình yêu vô tận. Cha là đấng kêu mời chúng con, đừng sợ ai vào trái tim cha. Cha kêu mời con, ít nữa là con hãy lên tiếng đi. Ngày 18 tháng 2, 40, tôi đi đảng thánh giá chặng thứ hai, nghe tiếng nói, con hãy chịu lấy thánh giá con hằng ngày, cũng như cha đã chịu lấy thánh giá của cha, với lòng yêu mến. Cha không có nói, con đừng có thấy nó đau, nó khổ, con làm sao lần lần cho con biết yêu mến đau khổ. Chính đau khổ đem đến gần cha, mà thiệt ra, không có một ai có thể chịu bằng như cha chịu các sự đau khổ vô số kể. Ngày 19 tháng 2, 40, lúc dâng mình Chúa, nghe Chúa nói, cha là người đền chuộc tội, con hãy để trên bàn thờ các tội của con, cho tới những tội đầu tiên, lúc nhỏ, rồi thiết tha con rỉ tai Chúa Cha, và thưa tỏ với người lòng con thống hối, trong khi mọi việc con làm, hãy để vô đó cái phần nhỏ mọt thiện chí của con. Rồi còn gì nữa thì trông cậy ở nơi cha, mỗi một người có đạo, có ơn nghĩa là một Chúa Kitô khác. Người ta hay nói về một vài hạng người, trong một người hình như có nhiều người. Chúa Kitô đã là tất cả mọi người, người đã mang lãnh tất cả mọi tội. Con hãy kết hiệp với Chúa Kitô trong chính lúc người đã nên như vậy. Trong chính lúc người đã mang lãnh tội lỗi con, dưới thế này, người ta không hiểu được việc Chúa Kitô liên hiệp chặt chẽ với mỗi một người. Chúa Kitô đã là một Thiên Chúa trong một con người. Năng lực cứu rỗi của Chúa Kitô đã là vô cùng, vì bản tính Thiên Chúa của người không bao giờ xa lìa khỏi bản tính con người. Con hãy nhìn kề cha như một người bạn chí tình, không những bào chữa những tội lỗi đã thỏ thẻ với người, mà lại mang lãnh vào thân mình các tội lỗi ấy để xin ơn tha thứ với Đức Chúa Cha. Ngày 22 tháng 8, 40, ở ngoài đồng quê, tôi đang nhìn mặt trời mọc, nghe tiếng nói, ánh sáng của cha sẽ mọc lên cho con trong ngày cùng của con, chừng ấy con sẽ khoái lạc biết bao.
con sẽ biết phần rỗi quý giá chừng nào. Con sẽ được lòng thương xót cha bao bọc và ra như lớp chìm trong nước. Từ bây giờ con hãy lấy đức tin mà ca hát, tỏ nỗi lòng con cảm mến. Ngày 5 tháng 3 40, chịu lễ xong, nghe Chúa nói, bao giờ con thấy ý muốn của con tự động trỗi dậy? Chốc ấy, con hãy trao tay con vào trong tay của cha. Con hãy nhìn lên cha, để cho cha sửa đổi ý muốn con, cho con được làm tôi cha. Ngày 11 tháng 3 40, chịu lễ xong, nghe Chúa nói, có được cái dấu này thì cha thấy con được trung thành với cha, là trong những giờ làm việc con hết sức chăm chỉ làm việc. Trong những giờ lo công chuyện, con hết sức chăm chỉ lo công chuyện. Nhưng trong những giờ kinh nguyện, những giờ kính mến, con đừng để cho cái gì làm cho con lo ra. Không cần chăm chỉ về cha, về quyền lợi của cha. Vậy thì từ bây giờ, con làm người bạn trung thành của cha. Ngày 13 tháng 6 40, con đừng tưởng rằng thế giới, các tội lỗi con không thể nhờ máu Chúa rửa sạch được, mà rửa sạch hết. Con đừng tưởng rằng các lời chúng con cầu xin rất khó mà được nhậm lời hết. Bởi vì quyền năng của cha trỗi vượt xa các lời cầu nguyện. Vì khi chúng con tin cha sắp đến, thì cha đến ngay. Ngày 2 tháng 8 40, khi con cầu xin mà đọc những kinh kính mừng, thì cũng như là mẹ cha nắm tay dắt con đến gần cha vậy. Ngày 20 tháng 8 40, nhất là con đừng tưởng cha quên những gì chúng con đã hiến dâng cho cha, thì ở trong lòng cha đã ghi viết trong tim cha, như người ta nói với tất cả những gì chúng con dâng cho cha, vì tất cả hiện diện trước mặt cha hết. Ngày 21 tháng 8 40, con đừng ngạc nhiên vì con mỏng giòn yếu đuối, con hãy đặt sự mỏng giòn của con trong tay mạnh mẽ của cha. Con hãy làm theo hình ảnh gương mẫu cha, để cha nói được về mỗi người công giáo rằng, đây là con cha yêu dấu, đẹp lòng cha mọi đàng, đẹp lòng vui sướng trong người nào. Con hiểu chớ, ngày 28 tháng 8 40, về lời nguyện, khi con không thể vào thăm được một người bệnh, hay là một người tội lỗi, con hãy cầu nguyện con sẽ vào được. Thường lời cầu nguyện con sẽ vào lòng họ trước con, và sẽ vào được, dầu con không đi vào họ được. Nhưng nhờ lời cầu nguyện con, linh hồn đã được cứu rỗi, và ca tụng vinh danh cha. Ngày 17 tháng 9 40, con hãy làm những việc rất tầm thường với cha. Con đừng làm việc gì ngoài cha. Con hãy nhớ rằng, tình yêu là gạt bỏ mọi chia lìa. Chúng ta hãy làm một cho nhau, không ngừng. Thưa quý thính giả, giờ cô bé xin gửi đến quý vị tác phẩm Lui et moi, tức là Chúa với tôi, là những mặc khải mà Chúa Giêsu ban cho bà Gabriela Bosis, sinh năm 1874 và mất năm 1950. Chương thứ 11. Khi tuổi đời đã xế, tâm sự thêm dồi dào. Và qua phần trình bày của Kim Anh, xin kính mời quý vị theo dõi. Chương thứ 11. Khi tuổi đời đã xế, tâm sự thêm dồi dào. Ngày 27 tháng 4 năm 47. Đêm nay, lúc con đi lại cửa sổ còn mở, con nhìn lên trời sao răng sáng rực. Con thấy ánh sao trải trên cây đào chỗ hoa, nghe tiếng chim uyên kêu bên đồi xa. Con cảm thấy vui mừng vì con có được một người bạn quyền năng như vậy. Chớ gì cảnh đó, lại với nhiều cảnh thiên nhiên khác, làm cho con thêm lòng tin cậy ở nơi cha. Con hãy bỏ đi sự không tin cậy cha, vì như vậy không làm rạng danh cha đâu. Ngày 22 tháng 5 năm 47, tại Roma.
con hãy làm sao để biết ước trông giờ chết, vì giờ chết đem con tới cùng đích của con. Giờ chết con đến gần cha, con phải coi đó là một điều thật rất vui mừng. Giờ chết phải là điều thật rất vui mừng. Giờ chết phải điều khiển đời sống con. Được vậy, tất cả những gì còn xảy đến cho con dưới đất không còn quan trọng chi nữa, ngoại trừ để cho con sống mà làm đẹp lòng cha. Ngày 29 tháng 5 năm 47, con phải để trí nghĩ đến cuộc lễ chúng ta hội ngộ. Con đã có tổ chức nhiều cuộc lễ rồi chứ. Con phải làm danh dự cho cha là tin rằng cha cũng biết tổ chức các cuộc lễ của cha. Chương trình của cha là chương trình yêu mến. Ngày 19 tháng 6 năm 47, không có cha, con mới ra làm sao? Nếu con không muốn lìa cha, tại sao con không tìm cách mà kết hiệp với cha cho nhiều hơn nữa? Có cái gì ngăn trở con làm như vậy? Sớm mai con chịu lễ, thì cả ngày con có thể coi như là để cảm ơn. Có cái gì ngăn trở con làm như vậy? Con ước muốn yêu mến cha trong mọi hoàn cảnh, mà rồi con ở giữa thế gian, có nhiều người vây quanh con. Con có thể tiếp tục yêu mến cha trong người ta. Có cái gì làm ngăn trở con làm như thế? Rồi khi xảy tới một dịp vui mừng dịu ngọt, con hãy tiếp nhận như chính mình cha vậy. Bởi vì cha thì cha hay ẩn mặt, phần con phải truy tầm cha cho ra. Đó là cuộc chơi của Thiên Chúa. Con ráng cho ăn cuộc chơi đó đi, mà chừng nào con ăn cuộc, con phải tin chắc cha còn ăn cuộc hơn con nhiều. Vì tại cha là một kẻ dễ cảm hơn ai hết. Ngày 17 tháng 7 năm 47, giờ thánh. Cha không thể rút lại lời cha đã phán rằng những linh hồn nào dâng mình làm của hy sinh cho cha thì những linh hồn ở gần trái tim của cha hơn. Tại sao mỗi sáng con dâng mình cho cha mà con lại sợ như vậy? Vậy chứ con không ân nghĩa với cha sao? Hỏi con vậy chứ, người ta có giết luôn hằng ngày những tế vật hay không? Người ta giữ riêng chúng lại chứ? Người ta nuôi kỹ chúng chứ? Rồi tới kỳ cùng mạng sống của chúng mới dâng lên làm của lễ, để đền bồi lại với cầu an. Tất cả mọi ngày trong đời sống của cha, luôn luôn, cha đã là một linh hồn dâng làm của hy sinh. Vậy chứ con không bằng lòng chịu làm chị em với cha sao? Chăm chỉ là sao? Làm cho rỗng không nơi bản ngã của con, rồi để đó một tâm ý mong mỏi cha. Có được vậy thì cha đến. Ngày mùng 10 tháng 8 năm 47, tại Lộ Đức, đang lúc đi kiệu, mình Thánh Chúa, tôi nghĩ lại một câu Chúa phán với tôi một cách thiết tha thương xót rằng, thật là con lấy làm khó mà ăn ở nhỏ nhoi. Tôi chợt nhớ một lần kia cũng tại chỗ đó, và cũng trong lúc đi kiệu chung quanh Chúa, có nhiều vị hồng y với tổng giám mục phục sức sang trọng. Chúa phán với tôi rằng, con thấy đó, chỉ có cha nhỏ nhoi hơn hết, Chúa ở trong hào quang. Con hãy xin với mẹ cha để được sống như người, sống chung cùng với hai chúng ta. Ngày 25 tháng 9 năm 49, lòng bác ái đối với đồng loại thì cũng như lòng bác ái đối với cha. Này con gái của cha, phải chi con thấu hiểu, thì đó là một chương trình bao la biết mấy, thì con sẽ tìm tới với người đồng loại đáng yêu thương đó, để mà phụng sự cha ở nơi họ bằng những cử chỉ ân cần, làm cho họ ngỡ ngàng, cảm động. Bởi vì không có cảm kích cho bằng lòng nhân lành tử tế, vượt bực hơn hết. Ngày 2 tháng 10 năm 47, vậy chứ con không tin chắc rằng mẹ cha luôn luôn im lặng, nhưng đi qua đâu vẫn để lại một tình thương nồng nàn thánh thiện. Ngày 9 tháng 10 năm 47, con hãy nói cho cha nghe đi, nói có lúc con vững lòng chắc chắn về cha, cái đó làm cho cha vui mừng, làm cha quên đi những lúc khác. Ngày 17 tháng 10 năm 47, tại Paris, trên đại lộ Raspail,
Trong ý tôi nghĩ, cứ hàng ngày dân mình lại mãi sao thấy nó nhàm chán. Chúa phán lại cách vội vã. Vậy chứ hàng ngày mỗi sáng, cha không có tiếp tục dâng mình cha lại trong thánh lễ sao? Nào cha có nghĩ rằng cha dâng mình một lần cũng được rồi chăng? Con lấy làm khó khăn lắm, khi con năng hiến thân con cho cha, cha hằng trực chờ con luôn mãi sao? Lòng thương thì miệng hay nói, mà không bao giờ cho là nói đi nói lại. Ngày 23 tháng 10 năm 47, bà Bossis nói, lạy Chúa, con có ra cái gì, mà như con có được một chút gì, thì cũng là chính Chúa đã ban cho con. Nghe Chúa trả lời, con hãy xin thêm nữa đi, con hãy xin cho giỏi nữa đi, mà cho dẫu giàu con có được rất xa bậc trọn lành, con hãy xin mãi với cha cho được trọn lành, để được thân cận với cha. Biết bao nhiêu ơn con chưa lãnh được, tại vì con chưa xin. Ngày 30 tháng 10 năm 47, giờ thánh, nghe Chúa nói, chuyện đáng buồn là bặt mối giao thông giữa đấng tạo hóa với loài thọ tinh. Bặt im đó cũng như là chết rồi. Cha chính là sự sống và cha ban phát sự sống. Con hãy trông chờ cho được ơn sống của cha đó đi. Con hãy ao ước được ơn sống của cha đi. Ơn sống của cha ban vẫn tồn tại cho đến đời đời. Các thánh họ biết điều đó. Họ thấy đường lối hành động của cha ở nơi họ. Con hãy cố tìm hiểu hành động của cha trong hoạt động của con. Cha thường có nói với con rằng, cha dùng con để hành động, miễn là con ưng chịu, tại vì cha không ép buộc ai. Có mời cha, thì cha mới đến mà thôi. Con đừng để cái gì làm cho con xao xuyến. Con có sao con phú mình cho cha như vậy? Tại sao con chờ đợi, con vội vã đến cha? Cái đó dễ thương biết là bao nhiêu. Cái đó sẽ được phần thưởng đặc biệt. Bước đi từ bước, thì lâu tới con phải chạy cho mau tới với Chúa của con. Ngày 9 tháng 11 năm 47, đang lúc chầu lễ, tôi nhìn coi một người đang đi vào. Chúa nói, con không thể hy sinh con mắt của con cho cha được sao? Con hãy đem mắt con trông nhìn cha. Con hãy đem mắt con vào bên trong tâm hồn con. Con hãy tìm những gì giúp con để nghĩ đến cha. Ở trong một cái nhìn ngó chất chứa bao nhiêu chuyện. Trong ý nghĩ lẫn lộn biết bao nhiêu, con ít lo về ý chỉ của cha hơn lo về các ý nghĩ của con, đó là phải lắm. Con hãy tìm đủ cách để nhớ đến cha. Con hãy quy hướng mọi sự về cho cha. Ngày 13 tháng 11 năm 47, nghe Chúa nói, con đâu biết phép tắc của Chúa Trời con. Con ít tìm hiểu người như vậy, mà con có sợ biết người hay không? Tâm hồn con được vui mừng là khi đang được tiếp xúc đúng theo cách ý Thiên Chúa. Con hãy phó thác chót thân con cho Chúa để mặc người làm gì thì làm. Con hãy để cho Chúa điều khiển con, và con hãy sốt sáng theo người dục bảo. Phần con cứ hăng hái đều với Chúa, vì Chúa làm thỏa mãn được các mối nhu cầu con, nhu cầu ân ái, nhu cầu an lạc, nhu cầu thông hiểu của con, mà đều những chuyện con suy nghĩ nó thiển cận quá đi, ít là con phải nới rộng nguyện vọng của con. Như vậy, để con được mức cao hơn, lên tới cấp mới hơn, ở đó Chúa Thánh Thần đang đợi chờ con, để nhắc đưa con lên cao hơn nữa, mà đều con phải liệu sao, cho con làm cái gì con cũng vui. Niềm vui đó làm cho Chúa được thêm cả sáng, hỡi con. Vậy chứ một người cha có bằng lòng thấy mấy đứa con nó báo hiếu cho mình, mà tại nó sợ mà nét mặt nó buồn rầu không? Con gái nhỏ của cha, con phải để cho lòng con mở rộng hớn hở khi con tới gần cha, làm như một đứa con thơ hớn hở. Con phải nghĩ trong ý luôn, Chúa muốn cho con tươi cười trong lòng con cơ. Có bao giờ con nghĩ tới được
làm Chúa như Cha, mà lại cần cho người ta tươi cười đến Cha, mà lại rất cần được thấy con hạnh phúc, ai mà hiểu được điều đó, ai mà dám nghĩ tới việc đó. Con hãy tin điều ấy, vì chính là tình yêu của Cha nói với con điều này. Mà rồi, con phải nghe tiếng của Cha nói, không phải như con nghe các tiếng người ta nói đâu. Ngày 20 tháng 11 năm 47, giờ Thánh nghe Chúa nói, con được ơn Cha đầy đủ quá rồi, con lấy làm thường. Còn Cha, con kính mến Cha bao nhiêu, Cha cũng không lấy làm thường. Con vẫn làm cho Cha cảm động như mới lần thứ nhất vậy. Đây, phải chi con biết cái đó cho con rõ, thì con chắc sẽ nói thêm nhiều tiếng để cho Cha vui mừng, mà có khi nhầm lại những tiếng rất đơn sơ, những tiếng con không có trau chuốt, những tiếng phát ra khi con sực nhìn Cha trong lòng con. Ôi, phải chi sức con làm được bao nhiêu, con cố làm cho nước của Cha mở rộng trong thâm tâm ít nhiều người, mà họ không chịu tiếp rước Cha. Còn Cha, Cha chỉ hết sức mong muốn sống chung cùng với chúng con trong cuộc sống hàng ngày của chúng con, rất đơn sơ. Ngày 25 tháng 11 năm 47, sau khi chịu lễ, nghe Chúa nói, khẩu hiệu cho con ngày hôm nay là vì Chúa và chống lại con người của con. Ngày 26 tháng 11 năm 47, trong khi chịu lễ, Cha ở trong con, Cha nguyện cầu với Chúa Cha trong con. Ngày 28 tháng 11 năm 47, giờ Thánh, tôi vừa mới uống nước trà ở nhà, ông bá tước, ra về Chúa nói, bây giờ đây, con hãy quên thế gian đi, và con hãy nhìn Cha đây. Hồi nãy, Cha đã bằng lòng về chuyện con nói mấy tù nhân có thể lợi dụng cuộc sống tĩnh mạc của họ để ngày càng được thân cận với Chúa. Rồi con để ý chứ? Nhờ vậy mà tới giờ mãn tiệc, câu chuyện cứ nói về những vấn đề cao thượng. Như thế đó là con đã làm dụng cụ cho Cha. Con hãy làm hoài đi. Con thấy chớ, dưới đất này Cha được ít dụng cụ quá. Con hãy xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn tâm trí con. Con hãy nói chuyện theo cách ý của Cha, thay thế cho Cha. Hỡi con gái nhỏ của Cha, chừng nào con mới nói chuyện theo cách ý của Cha đây? Là khi nào trong câu chuyện, con cố đem lòng tử tế, con cố ăn ở duyên dáng dễ thương, là khi con làm cho người nghe cảm xúc về việc lành, là khi người ta nói gay gắt mà con dịu dàng đáp lại, là khi con tìm cách chữa lỗi cho kẻ khác, là khi con phụng sự kẻ khác, là khi con cho kẻ khác, là khi con dỗ êm một người có tính khó khăn, là khi con an ủi kẻ khác, là khi con cứ một mực bình thản vui tươi, là khi con một mực khiêm tốn không tìm cách lấn áp ai, là khi con tỏ ý biết ơn ai, tử tế với con, là khi con rộng tình quảng đại. Nào có ai rộng rãi hơn Cha, hiền lành hơn, khiêm tốn hơn? Nhưng tất cả cái quý tốt đó là của con là thành phần trong nhiệm thể của Cha. Ngày 11 tháng 12 năm 47, nghe Chúa nói, sức Cha thương mến loài người cứ luôn ngày càng mãnh liệt hơn, và như thế cho đến rút cùng đời. Ai mà tin cho Cha chuyện đó? Có bao nhiêu người nhạo chuyện đó? Phải chi con biết số những kẻ hung ác tìm cách vùi lấp Cha, không những trong linh hồn nó, mà lại trong linh hồn kẻ khác, cho tới trong linh hồn các trẻ em. Phải chi con biết, thì con sẽ tìm cách tiếp nhận Cha trong con, trong trí nhớ con, trong trí hiểu con, trong ý muốn con. Con nhớ chứ? Cha đã nói với Gia-kêu, hãy về đi, ta sẽ ở lại nhà của ông. Và Cha cũng nói với con, nói với tất cả các tâm hồn thiện trí, Cha sẽ ở luôn với con cho tới hơi thở cuối cùng của con. Và sau rồi, Cha sẽ đem con vào nhà riêng của Cha, nhà của Cha trên trời.
ở đó, không bao giờ chúng ta có thể lìa xa nhau nữa. Nghe được vậy, hỏi con có hiểu chưa? Con có hiểu chương trình thương yêu của cha đã sắp đặt từ thuở đời đời đó chưa? Ngày 25 tháng 12 năm 47, có tiếng nói, khi con nhìn tới bậc trọn lành, con đừng sợ, vì có cha ở đây với con, vì cha đã có sống bậc trọn lành đó, vì có phải lo lắng cho con lên bậc trọn lành, thì cha lấy làm vui thích lắm. Vậy thì không phải chúng con có một mình đâu, chúng con có cha ở với luôn. Con nhớ hồi xưa còn dùng ngựa. Con ưa kiểu xe thắng ngựa, con trước sau thì phải. Cũng vậy đó, cha đi đằng đầu, còn con theo đằng sau, xa một chút, mà đều con theo cha. Người trộm lành đã nhận thấy lòng thương của cha, nên đã phát lên tiếng hối hận. Ít phút nó đã an nghỉ trong lòng cha. Tình thương phải có qua có lại. Còn con, hãy đáp lại với cha đi. Cha khao khát con. Cái gì làm cho con sợ vậy? Tại con lôi thôi trở đi trở lại hoài phải không? Tại con có nhiều chỗ khiếm khuyết phải không? Tại con chưa quyết định cho hẳn hoài phải không? Tại ý con lơ đãng phải không? Tại con còn nhớ những chuyện không hay hồi trước phải không? Để cha lãnh cho con tất cả cái đó. Cha nhặt lấy những vật hèn hạ. Cha làm những tốt đẹp, con hãy giao hết cho cha. Con dám nói với cha, có cái gì trong đời sống con có thể không thuộc về cha không? Khi mà cha với con đã thành như một với nhau rồi. Ngày 1 tháng 1 năm 48, lúc chịu lễ xong, lạy Chúa, chỉ cho con khẩu hiệu trong năm 1948. Chúa nói, con hãy sống sát bên cha. Chúa có ý kêu mời kết hiệp với Chúa. Ngày 3 tháng 1 năm 48, con hãy đem lòng tin cậy cha lại đi, rồi con cứ đi lại trong đường khiêm nhường của con, luôn luôn sống sát bên cạnh cha. Con biết con không có vững chắc, con biết con chỉ căn cứ, dựa vào ở nơi cha mà thôi. Khi nào con sụp đổ, cha sẽ lượm lấy mảnh vụn, rồi cha làm lại một đền thờ mới còn tốt hơn. Tại vì con đã hạ mình khiêm nhường, con hãy nghĩ vậy, để biết ham chuộng hạ mình khiêm nhường. Vậy chứ, trót đời cha sống dưới trần gian, cha không có luôn luôn sống hạ mình khiêm nhường sao? Cha là Thiên Chúa, hỡi con gái của cha, con là người bạn của cha, con đối với cha thế nào, con hiểu chứ? Cái gì làm cho người yêu cực lòng, đó là cách ở dửng dưng, vô tình, không ân cần. Nhiều linh hồn đối với cha, làm như thể cha chết mãi. Song le con gái của cha, cha đang sống đây, cha ở một bên họ và trong họ. Cha đợi cho họ lên tiếng nói với cha, mở miệng cười với cha. Cha đợi cho trái tim họ đập nhảy một chút vì cha. Cha đòi hỏi ít quá mà, một chút gì cũng làm cho cha bằng lòng mau lắm. Cha chỉ xin một cái là được mời, còn buổi tiệc thì để cho cha lãnh lo hết. Ngày 19 tháng 1 năm 48, trong một lúc tôi được ơn ngọt ngào an ủi bề trong, nghe Chúa nói, trong giờ lâm chung của những người bạn thân của cha, con không tin rằng cha sẽ đến mà tiếp rước họ một cách dịu dàng sao? Tiếp rước họ với những cử chỉ ân cần mà cha đã từng biết hết, để dẫn đưa linh hồn họ vào trong nước của cha, cũng như con. Khi nào con dẫn một người nào vô trong một ngôi nhà tốt đẹp của con không làm như cha vậy sao? Để được đắc chí, thấy họ ngẩn ngơ, khoái lạc. Vậy thì cha đây, cha là Chúa, cha có lòng thương hơn con, cha có của nhiều hơn con. Có lẽ nào mà cha lại hững hờ với ngày giờ mỗi người chúng con qua khỏi đời này sao? Tất cả những gì con có thể tưởng tượng cho tấm lòng cha hay thương, biết tỏ cách ngọt ngào, thì cũng không bao giờ con nghĩ cho đúng sự thật được. Con phải nhớ, vì cha hết sức
muốn cho chúng con được vui mừng, nên cha muốn xuống thế mà nếm mùi đau khổ. Rồi khi cha thấy chúng con đau khổ, và đau khổ vì cha, thì cha tất giả yêu thương, mà lượm lặt từ mỗi một cái đau khổ của chúng con. Làm cũng như thế là các nỗi đau khổ của chúng con trội hơn các nỗi đau khổ của cha. Và cũng như thế là các nỗi đau khổ của chúng con có một giá trị mà tấm lòng cha muốn làm cho nó hóa nên vô cùng. Cũng vì đó mà khi nào chúng con cho phép để cho cha tự do, thì cha gom chung đời sống của chúng con hòa với đời sống của cha. Ngày 22 tháng 1 năm 48, cha là Chúa của tất cả mọi giây phút đời sống con, bởi vì cha là linh hồn của linh hồn con. Đang lúc đi ngoài đường, nghe Chúa nói, luôn luôn chính tại ở trong ý muốn mà người ta hy sinh một cái gì. Ngày 12 tháng 2 năm 48, bà Bosis nói, lạy Chúa, con muốn luôn luôn ở bên Chúa, nhưng chiếc khôn con nó lơ đãng. Nghe Chúa trả lời, con cứ êm thắm đem nó lại, chứ con đừng bực tức, bởi vì cha đâu có bực tức, cha biết con lắm, con có thiện chí, cha thương con rồi. Hồi cha xuống cải tạo thế gian, thì chính điều thiên thần ca hát là sự bằng an. Biết mấy lần, cha nhân từ với con hơn chính con đối với con. Con phải làm cho cha được vui, vì thấy con tin như vậy. Ngày 19 tháng 2 năm 48, nghe Chúa nói, con hãy hạ mình con xuống đi, vì tội lỗi của con, chính nét xấu con làm cho cha đau khổ. Con hãy chịu lỗi con đi, con hãy đem trí khôn con suy nghĩ cho tột đỉnh, tới vực thẳm khốn hèn của con. Con hãy nhìn nhận đi, con vô ý vô tứ, con ít can đảm, ít cương quyết. Để thử hành động cho đặng nên tốt hơn, con hay quen thói thường ở u trệ, con lôi thôi, không chịu nhìn xem gương mẫu là đời sống của cha. Con vô tâm, con thấy con ở tình trạng nào, con cũng cho là được. Con thường có thái độ hơi khinh thường với các phép bí tích của cha. Hỡi con có sốt sắng tới chịu phép tại tội để rửa sạch linh hồn con không? Con có tìm cách dục lòng con khao khát phép thánh thể yêu mến của cha, cha đã lập để giúp con tiến bước hay không? Chứ không phải là con sống dường như con sẽ còn sống hoài dưới đất này vậy chăng? Ít khi lắm con mới ngó thoáng qua tới đời sau, chỗ con sẽ ở kiếp sau. Thật ra, lòng con phải có ở đó rồi, để mà cảm ơn cha, để mà ngợi khen cha, để mà thờ phượng cha luôn luôn hằng ngày, lại với trong tất cả mọi việc của con làm mỗi ngày. Ít nữa là con, hỡi con có để linh hồn con chứa đầy cha hay không? Mỗi một hơi thở của con, có vì cha mà thôi hay không? Con có đặt quyền lợi của con trước quyền lợi của cha không? Hay là trong đường đời của con đặt để cha như là ngọn cờ dẫn đầu cùng đích ở trước mặt con chăng? Con có lãnh nhận những mối âu lo của cha không? Con có lãnh phần cộng tác trong công việc cải tạo thế giới chăng? Khi nhìn đến các vị tử đạo của cha, con có nói được, tôi ở trong số đó, ít nữa là bởi lòng con ao ước chăng? Ai mới có thể giúp cha, nếu chẳng phải là chúng con, thường hay chịu lễ để chung cùng với cha, mà chúng con lại không chịu thâu hiệp với cha chăng?